bác ba đi nãy giờ lâu quá mà chưa về nữa. Hai em. Em là ai? Hai anh. Hai em. Em là Phúc, cháu bà con của bác ba. Em cháu bà con sao với bác ba? Em bà con bên ngoại. Anh bà con bên nội nè. Ủa thiệt đó hả? Ủa, anh thấy em quen lắm mà anh không có nhớ rõ là. Bởi vậy người ta nói hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ vô. Không, được ba, đi luôn. Bác ba về. Ủa, bác ba con chào bác ba, bác ba ngồi đi bác ba. Dạ, bác ba ngồi. Bác ba uống nước, bác ba. Bác ba uống nước. Mày đâu đây, giờ này tối rồi mày còn qua đây hả Cường? Dạ, con qua con thăm bác ba nè. Ba uống nước đi bác ba, uống nước. Để tao. Dạ. Nè. Dạ, con mới quét nhà xong á bác ba. Trời ơi, quét giỏi dữ. Quét giỏi dữ. Bác ba. Con nói nghe. Cái gì cười sao dễ thương dữ bác ba. Phúc á, tên dễ thương ha. Tên Phúc. Ôi dễ thương. Mà cái mặt á là tự nhiên hết á, mà không có sửa gì luôn á. Trời, con gái giờ kiếm mà một người mà vậy là khó lắm luôn á. Qua đây có chuyện gì không? Dạ không có chuyện gì hết, nhưng mà con qua. À trời ơi, con qua thăm bác ba. Trời ơi, bác ba khỏe không ba? Ủa hôm trước mày gặp tao mày trốn gần chết, hôm nay mày nói mày qua mày thăm tao là chuyện mà sao? Mà nói vậy trời ơi, con á là thương bác ba lắm á. Bác ba con gặp bác ba là con chào quá trời út đất luôn. Là bác ba thấy con ngoan không? Bác ba thấy con đẹp trai ga lăng không? Có kìa, có anh đẹp trai ga lăng không? Dạ ga lăng. Ga lăng á bác ba. Mày nghĩ sao mày đẹp trai ga lăng? Ba không thấy con đẹp trai ga lăng, nhưng Phúc thấy. Phúc ơi. Dạ. Phúc. Phúc nó đừng có sợ anh gì hết. Em thấy anh đẹp trai ga lăng không? Có không? Dạ. Có không? Có. Trời ơi nặng quá rồi. Em. Anh. Em khỏe không? Dạ em khỏe. Em đang đọc sách hả? Dạ. Nền tảng yêu thương. Em là một cô gái đã xinh đẹp và còn từ tâm bác ái yêu thương. Phúc ơi. Dạ. Ngày hôm nay em có thấy anh khác không? Dạ không. Cặp mắt kiến dày cộm nè anh đeo từ nãy giờ anh chóng mặt lắm mà em không thấy khác. Tại em không để ý. Em thấy anh trí thức không? Dạ trí thức chỗ nào vậy anh? Cặp mắt kiến cho em. Cặp mắt kiến 13 độ lận. Là đeo cặp mắt kính vô là trí thức hả? Ừ. Nhưng mà nó không có dính với bộ đồ của anh á. Anh cố tình đó em ơi. Em đúng là một cô gái rất là tinh tế luôn. Em đưa một ngón tay lên đi. Đó, tụi mình về với nhau đó là 10 điểm. 10 điểm. Phúc, em phải nhìn về phía tay trái của em đi. Dạ. Vậy rồi sao không ngủ mà giờ đi qua đây làm cái gì vậy? Ủa sao bác ba về đây vậy? Bác ba không đi đám cưới ba con hả? Đi đám cưới với ba con. Người ta tiệc cưới còn quá trời quá đất mà. Sao bác ba về sớm dữ vậy? Xong xuôi hết rồi sao mới về? Còn ngoài giờ này ngồi đây làm chi vậy? Con vô con thăm bác ba chứ con mua quà cho em Phúc. Quà đâu? Dạ đó. Giờ kỳ này người ta có quà nó đàng hoàng. Bác ba ngồi chơi. Dạ. Quà này tiện đâu mua hả? Dạ tiền của má con là tiền của con. Mày nay nhiêu tuổi? Dạ con 28 tuổi rồi. Đó 28 tuổi. Dạ. Thấy không? Mà mày cứ nhông gì không. Mày không đi làm, mày không phụ ba má mày gì hết trơn. Trời, mà mày cứ lấy tiền ba má mày xài. Mày gì mày còn mắc cỡ không? Dạ có gì đâu mắc cỡ ba. Có chứ. Mày nay mày 28 tuổi. Dạ. Mà mày không làm ra được cái đồng tiền. Mấy mốt mày lấy vợ mày lấy tiền ra mày nuôi vợ nuôi con mày. Trời ơi má con. Ủa cái gì mày cũng ỷ má mày hết trơn. Má con cho hết. Bây giờ tao nói vậy nè. Nếu mày ở không mà mày không làm gì hết trơn trời. Mày tối ngày mày cứ lông nhông. Mày ăn chơi. Mày không có tương lai. Không ma nào ưng. Thấy không? Ma thì không ưng con như người đẹp ưng con. Đúng không? Mày có ưng không? Đó. Trả lời rồi đó. Bố ơi. Giờ
công anh sưu tập bộ đồ hiệu đó, nhận cho anh vui nha. Dạ em cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà em không nhận được đâu. Ủa bác ba, con này con tặng cho. Đi về, không có ở đây mà cô gái cái kiểu này, tối rồi. Dạ. Quần áo gì mà lượm thượm. Đi về. Dạ. Phúc, em chờ anh nha. Anh sẽ thắng con ngựa ô. Anh qua anh rước đàn về Vinh, nhưng mà ngựa ô này là ngựa ô chiến nha em. Con đi nha bác ba. Trời đất ơi. Thua kem này tới bày tôi khác. Alo. Alo, đang ngủ nha bạn Hiền ơi. À, ê nó nghe nè. Ê mày ghé shop bà bông á, mày trả lại đồ giùm tao được không? Ôi, mày tự qua mày trả đi, tao mệt quá. Trời ơi mẹ ơi, mua đồ xong trả là nhục lắm mày ơi. Ê, tao cho 100 ngàn. Tao cho 100 ngàn uống trà sữa nha. 120 là hả? Ok. Chơi luôn. Rồi, giờ tâm sự đi, lần này bị nhỏ nào từ chối? Nhỏ Phúc, cháu ông bà đó. Mày biết lựa chỗ ghê, nhưng mà bậy rồi. Nhỏ người ta ở thành phố đi xe hơi ở nhà lầu, ba cái đồ bán chợ xã mà thèm nhận, lưu. Trời ơi, bởi vậy tao nói mày suy nghĩ thiển cận lắm mẹ ơi. Nó ở thành phố đã có xe hơi, còn về quê mình á, đường đâu chạy xe hơi. Tao mua xe phân khối lớn chạy bất đầu. Bảo đảm nó sẽ mê dữ lắm luôn á. Nhưng mà tao tính dữ lắm luôn mà. Cái quan trọng là tao tính không có ga là không có tiền. Không có tiền. Đầu tiên là tiền đâu đúng không? Đúng rồi. Giờ đi trà đồ nhôm. Trà đồ nhôm mà chôn được nhà. Đúng rồi. Thôi mày ơi, ba má tao biết quánh chết. Vậy thôi giờ đi mượn tiền anh Hùng đi, đại ca tao á, anh quá cho tiền. Ồ, nhưng mà điều là mượn tiền thì được rồi đó, nhưng mà kiếm đâu ra trả mày. Ôi mày ơi, quan trọng mượn được không? Bây giờ thiếu gì cách, muốn ngầu thì tao giúp mày ngầu, bạn Hiền của tôi. Được không mày? Được. Chốt nha. Ok, chốt bạn Hiền. Ok, chơi tới luôn, chơi luôn. Ok. Dạ, con mời bác ba uống nước. Ở đây có bộ con thích hả con? Dạ, ở đây không khí yên tĩnh, rồi trong lành nữa nên là con thích. Còn ở trên thành phố ồn ào nên là con thích ở đây. Vậy chuyện nào con gì à? Thì chuyện nào bác ba đuổi con về. Bày vậy á, chứ có mấy người ta không có ưa, thậm chí tao cấm luôn đó. Vậy mà cứ lới hoài à. Ủa ai vậy bác ba? Lát mày coi. Ăn chào bác ba. À, nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá. Ủa. Chào em Phúc. Dạ em chào. Ủa anh bị em sao vậy? Không nghe gì hết hả con? Dạ không. Trời đất ơi, chấn động cả xóm này luôn. Làm gì mắc cỡ, ví dụ mà mày lái xe đó. Trời ơi, cái xe bự chán luôn. Có hai chỗ ngồi thôi nha. Mà nó chạy ngang một cái hả, trâu còn giật mình. Mấy cái đứa con nít ngủ trưa thức dậy khóc thét hết trơn hết rồi. À là cái chiếc xe mà không rài con nghe cái gì mà nẹt bô ù đúng không? Đó. Con đang ngủ trưa mà con giật mình thì con ghét cái người nào mà chạy chiếc xe lắm luôn. Nghe tiếng bô là con bực bội vậy đó. Ngựa chiến của con á. Mà nó chiến quá, anh đá con luôn. Đá con xuống ruộng luôn. Đúng rồi, ban xuống ruộng một phát. Trời đất ơi, mười mấy người xuống khiêng chiếc xe lên. Dạ, cái đó. Đó, đó đây nè. Mà giờ con thế chấp tiền sổ đỏ của ba má con á để con mua chiếc xe á. Cái giờ cái nó vậy, cái giờ cái người ta không có chịu lấy lại luôn á. Là anh mua chiếc xe đó là anh thuế chấp nhà hả? Tại vì con á lấy tài sản của ba má con ha, một cách lén lút để mà con cầm cố rồi con lấy tiền đó để con mua những thứ xa xỉ mà con xài. Con lấy le. Con quang minh, con chính đại, con xin ba má con. Con cũng không phải là cái người mà tự động rồi là không có làm cũng có ăn không có. Con cũng bỏ công bỏ sức ra. Để bỏ gì? Con thuyết phục ba má con. Con ép buộc ba má con bỏ nhà đi, nếu như ba má không chịu mà thế cái sổ đỏ đó để con mua chiếc xe 1 tỷ đó là con bỏ nhà con đi. Ba má xót con quá, cho luôn.
Ông bèn ông đét cái máy cài đó mà 1 tỷ hả? Dạ. Con buồn cái là cái vụ 1 tỷ mà ba má con cái thế chấp cái sổ đỏ đó, nó chưa có phải là trọng tâm. Chứ cái gì mới trọng tâm? Tiền con mượn xã hội đen đúng không? Rồi bây giờ giải quyết làm sao? Dạ con lại đây con tá túc nhà bác ba nè. Cái gì? Có gì giang hồ tới bác ba nói là con không có tới đây. Mày đi ra khỏi nhà ta. Bác ba, trời ơi bác ba năn nỉ giùm anh đi Phúc. Khỏi cần năn nỉ, bây giờ mày đi không? Bác ba, giờ tao hỏi mày, mày đi không? Dạ, bác ba ơi, bây giờ ba má con đuổi con đi rồi. Bây giờ mà bác ba mà đuổi con nữa, con không biết con đi đâu luôn á. Ba má con chỉ nghe lời duy nhất mình bác ba năn nỉ cho con được về nhà đi chứ giờ đi xa quá. Mày muốn tao năn nỉ dạ. Ba má mày để mày được về nhà. Dạ. Mày về nhà rồi mày lấy đồ đạc ở trong đó mày đi chơi nữa hả? Dạ. Nhưng mà thiệt sự luôn là tại vì con nghĩ rằng là em Phúc thích con. Ừ. Con mới làm vậy. À. Em Phúc nói rằng là con phải ngầu lên thì em Phúc thích con. Thôi. Ủa, con đâu có nói đâu. Anh tự nghĩ, anh tự suy diễn, em đâu có nói anh ngầu đâu. Em có nói mà. Em nói là anh đẹp trai ga lăng đó. Nhưng mà cái đó là anh hỏi em. Anh hỏi em thì em trả lời, em lịch sự, em xã giao, em khen... khen đại thôi chứ. Cái đó là người ta xã giao lịch sự người ta nói. Trời ơi, em xã giao ngộ vậy em. Em xã giao sao giờ ba má giao anh cho ra ngoài đường luôn rồi đó. Anh không biết rồi em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh đi. Mày đừng có đổ thừa con người ta. Hồi nãy mày nói á, mày muốn bác ba qua bển năn nỉ ba má của mày chấp nhận cho mày trở về phải không? Dạ. Chạy rồi lấy cái giấy, cái miếng giấy ra con. Đi vô đây. Ủa. Ba anh chi vậy bác ba? Đối với mày là phải có cái nhân chứng, vật chứng. Nói có sách mách có chứng. Cái gì cũng phải có văn tự đàng hoàng. Điềm chỉ ký tên. Chứ nói miệng không trôi hết mày Cường ơi. Bác ba. Đây, có viết, có giấy đây. Xin mời. Dạ, bác ba nói con nhận ra lỗi lầm của con rồi. Thôi để con viết. Bao nhiêu nét chữ, bấy nhiêu cái sự hối hận của con. Cái sớ này còn hơn là ông Táo ông giết 30 Tết rồi ông về ông chầu Ngọc Hoàng nữa. Rồi em vô em lấy cho anh mực đỏ lăn tay luôn. À dạ. Ủa mày tính vậy luôn hả? Dạ đã là cam kết rồi con làm rốt rẽn và con phải làm minh bạch. Vậy hả? Dạ. Vậy là hứa phải không? Dạ con hứa với bác ba. Chắc cú phải không? Dạ con hứa với bác ba là từ đây tới già là con sẽ chăm chỉ mần ăn. Con yêu thương ba má con sẽ biết sống có trách nhiệm với lại bản thân con. Với lại con cảm ơn bác ba. Giờ con lăn tay cái bác ba đem con về nhà nha bác ba. Vậy đi liền phải không? Dạ. Lẹ lên con ơi. Cù bắp hay ơn. Bởi vậy mà suy nghĩ lại tức chơi với mấy đứa bạn. Đứa nào đứa nấy toàn điện thoại xịn không. Điện thoại nhập nữa mới ghê chứ. Ai đâu cầm cục gạch như mình. Nhiều khi nhớ lại có mấy cái chuyện thấy đầu. Nguyên đám bạn chơi chung với nhau, chụp hình chung với nhau, lúc nào cũng tụ tập lại vui vẻ. Mình tưởng nó hòa nhã thân thiện. Có bữa rủ mình lại chụp hình nữa mà. Quý quý lại chụp cho tấm hình quý. Tưởng sao nó kêu mình chụp hình cho tụi nó. Nhớ đó. Bữa sau mà tao mua điện thoại mới một cái thôi, tao kêu từng đứa lại, tao đưa cái điện thoại xịn của tao cho tụi bay chụp. Mỗi đứa chụp tao một tấm dằn mặt. Lúc đó thấy nha, giá trị tao lên, tao sang lên nhờ cái điện thoại. Ha, quá đẹp rồi. Phải mua cái điện thoại này thôi. Ý mà không được. Tiền nhà trả góp cũng có nữa, lấy tiền đâu mua điện thoại. Cố gắng dành dụm kiếm tiền. Phải thay đổi cuộc đời thôi. Giàu gì bạn, sang gì điện thoại. Mình phải có điện thoại mới mình mới sang lên được. Gì thì gì, cố gắng dành dụm làm ăn kiếm tiền. Nam nhi chi chí đại nhân phu mà. Cố gắng mua. Mà làm sao để mua được cái điện thoại mới ta? À, nghĩ ra cách rồi. Công nhận đẹp thiệt nha. Nhưng mà mắc quá. Tới mấy chục triệu. Thôi không coi nữa. Coi cái mình mê cái mình đổi điện thoại nữa. Bỏ cái này không được. Cái này là kỷ niệm con cháu nó cho. Thấy. Trời đất ơi. Lớn ở trên quảng cáo trong mạng giờ thấy ngoài đời liền thiệt ta.
Tưởng ai? Trời gì kì vậy? Trời đất ơi, mới qua bác tính khoe điện thoại với bác. Qua đây không bác? Xịn nha, đời mới nha. Mắc không? Đâu mắc gì, cỡ mấy chục chai thôi. Trời đất ơi, công nhận cầm cái điện thoại này ra đường sang ghê ha. Chứ sao bác? Thấy cái tay mày khác liền đó. Khác liền, trời ơi, ta nói bình thường cầm cục gạch mà nó nhẹ hiu. Còn bữa nay cầm cái này là bình thường nhưng mà rất là nặng, nặng hơn cục gạch nữa. Để lên sang liền. Alo, alo, alo. Bác biết sao không? Không thiệt bác phải khoe gì. Ngày trước con xài điện thoại dởm, đồ bạn nó nhìn con xem thường lắm. Từ lúc con mua điện thoại mới lên á, con sang lên hẳn, con xài điện thoại xịn mà nhìn vô rồi nó tưởng giám đốc người có chức có quyền không đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, thiệt. À, lúc này tôi thấy mày cũng sang lên á. Chứ sao bán không, nó qua văn này nọ lên nhìn nó tươi mới liền. Mà nói thiệt chứ ngày xưa xài điện thoại kia làm như người ta biết con nghèo hay sao. Không ai thèm chơi con, không ai thèm gọi con hết á. Từ lúc con đổi điện thoại một cái thôi, một ngày 24 tiếng nó gọi liên tục. Đó, mới nói cái nó gọi liền không? Nghe đi. Alo, anh nghe, anh nghe. À không, anh không có nhu cầu mua đất nha em. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Đó, thấy chưa? Nó biết con giàu lên hay sao á. Suốt ngày cứ đất đai chứng khoán nhảy vô gọi điện thoại kêu con mua liên tục. Cái vụ đó không phải một mình ông bị đâu. Tôi cũng bị Hà Rầm nè. Ủa, nó cũng biết bác giàu nữa hả? Tôi bác có giàu. Điều kiện. Tôi không có giàu. Dạ. Nhưng mà đó dịch vụ. Không biết ai cho số điện thoại tôi mà nó ngồi nó gọi hoài. Hết đất rồi tới nhà. Hết nhà rồi tới khám bệnh. Khám bệnh này tới chung tùm lum tà la. Cái gì vậy? Đẹp quá, mê quá. Từ ngày mà mày xài cái điện thoại này mày nói mọi người giờ mày cặp mắt khác phải không? Dạ đúng rồi. Ê Quý. Dạ. Mày có nghe ông bà nói câu này không? Câu gì bác? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bác nói gì? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn hả? Nói thiệt bác, ta nhìn cái nước sơn ta đẹp ta mới đánh giá được cái gỗ là gỗ xịn hay không. Gì? Chứ sao, giống như con có điện thoại xịn cái người ta là nể con liền. Bây giờ đâu ai xem thường con nữa đâu. À vậy hả? Dạ. Mày sao mày vận dụng cái vụ mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà phân tích tầm bậy tầm bạ. Đừng có nhìn bề ngoài. Yeah, thật sự là mình nhìn thì mình nhìn vô trong, hiểu chưa? Thôi bác ơi, con chứ không quan trọng cái điều ai nhìn trong nhìn ngoài hết. Con chỉ quan trọng cái điều người ta nhìn vô con, người ta biết con giàu, con có tiền, con có điện thoại xịn, là ta nể con. Dạ. Mày biết điện thoại mục đích thì nó để làm gì không? Nghe gọi. Cái gì nữa? Chụp hình xịn lắm mà, chụp nét lắm mà. Thiệt không? Dạ thiệt chứ, bây giờ cái điện thoại này xịn lắm, không phải ai cũng có được đâu nha, có mình con có thôi. Trong sớm này nhiều khi có mình con có thôi, tại con giàu, con có tiền, ta nể. Nào giờ đó gặp con kêu thằng quý cơ mà. Nghe thiệt sự, không có ưa. Nhưng mà có điện thoại một cái đâu, nó kêu là anh quý. Trời, anh quý nghe cái quý liền luôn, cái tên mình giá trị lên liền. Ủa, bác bị sao vậy? Rác ăn mặt quá. Sao rác vậy? Rác mê đầy quá. Trời ơi, bác ơi. Ngồi yên. Gì? Có điện thoại xịn làm gì? Rồi. Rác mặt đúng không? Nét từng hột mụn luôn ha, do mụn mình bị rát mặt phải điều trị da lại đi. Tôi nay là U70 rồi. Dạ. Tôi vậy thì lâu lắm rồi, thấy không? Làm gì mà giờ có mụn. Trời ơi, nổ vừa vừa thôi. Không biết đâu, thấy nét quá nè, từng hột mụn luôn. Trời ơi, điện thoại xịn cũng khác. Mà nói thiệt với bác, sở dĩ con mua được cái điện thoại này là nhờ con nghe lời của bác dạy. Ông dạy mày hồi nào? Xưa bác dạy con thì sao? Nam nhi chí ở trên trời. Hả? Nhiều khi trên trời con phải nhiều chí lắm ấy, con mới mua được cái điện thoại này. Cố gắng dành dụm kiếm tiền để mua cái điện thoại xịn này đó bác. Mày nói tao dạy mày cái câu nam nhi chí ở trên trời hả? Dạ đúng rồi. Tao không có dạy mày. Mày hỏi ngoài đường mày vô đây mày nói tao dạy mày. Ủa, nó phải bắt Ba Phi dạy con hả? Không, tao chỉ nói mày là nam nhi chí. Vậy thôi. Giờ làm gì nữa hả? Không phải, ngồi mê quá rồi. Trời ơi, bác làm sao qua khoe điện thoại bác mà mặt bác khó chịu hoài thiệt. Giờ này biết mấy giờ chưa? Mấy giờ? Úi trời. Cũng gần 12 giờ đêm rồi đó trời. Không phải tại vui quá, qua chia sẻ niềm vui thôi mà bác khó chịu quá. Thôi, làm con tấm hình con về nè. Đó, trời mặt bột quạo thấy ớn luôn. Rồi, xong. Bây giờ con sẽ up lên cho cộng đồng mạng biết là con sẽ ghi một cái tựa như thế này. Qua chơi nhà bác Ba Phi, khoe điện thoại chia sẻ niềm vui mà bác Ba Phi ghen ăn tức ở nên mặt quạo. Mày mà úp cái đó lên tao bảo đảm mày cái điện thoại mày rớt đất liền đó. Nói chờ chứ con đâu phải hàng người như vậy, con có học thức mà bác.
Thôi làm lại với con tấm hình cho vui. Rồi mỉm cười cái bác. Rồi xong. Bây giờ up lên cộng đồng mạng như vậy, qua khoe cái điện thoại mới cho bác Ba Phi. Bác Ba Phi không thích, mặt cười hơi gượng, cười thấy ghét, cười khinh. Trời ơi, thế nào ta cũng thả tim nhiều. Bây giờ mày về chưa? Dạ. Trời ơi, khó chịu quá. Thôi không chơi bác nữa, qua sớm hàng xóm kế bên gọi người ta khoe cái điện thoại mới. 12 giờ đêm rồi đó, mày đi khoe hết sớm đi. Trời ơi, tôi chưa thấy thằng nào như thằng này. Bạn tôi sáng đạp xe lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm đưa làm tiếp thì, thằng làm quán cơm, tôi về một gói mì tôm. Trời ơi, nhìn tô mì ngán tới tận cổ. Cả thấy tôi ai liên quan gì tới ông? Ông lại cho vay nặng lãi phải không? Bạc 13, 14, 15, 16, 17 phải không? Sao? Liên quan gì tới ông? Tôi kêu công an tới để làm việc, coi cái chuyện này nó sao mà tới đây hung dữ quá vậy? Đâu số công an của con cháu đâu rồi? Tôi dạ? Alo? Công... Sợ rồi hả? Bác thấy ghê quá. Thấy ghê hả? Dạ. Thấy lúc mày mượn tiền đó mày có thấy ghê không? Lúc mượn tiền á, mình thấy mình có một cái động lực để mua cái điện thoại xịn, nên dù có khó khăn cỡ nào mình cũng đi mượn để mình có cái điện thoại này. Nhưng bây giờ có rồi, giang hồ tới kiếm dữ quá. Mày ngộ quá. Trời đất ơi, không có tiền thì thôi, chừng nào có tiền thì mua. Hấp tấp cái gì dữ đến mức độ mà mượn tiền của cái đám này. Tao dòm thấy cái mặt nó là tao biết nó là dân thứ dữ rồi. Cho vay nặng lãi. Trời đất ơi, vậy mà mày cũng dám mượn tụi nó. Cái điện thoại này nhiêu? Có ba mấy bốn chục á. Ba mấy hay là bốn chục? Giá đúng là bốn chục mà mượn nó ba chục. À, mượn ba chục. Vậy là mày mượn ba chục phải không? Dạ. Thằng nãy phải không? Dạ đúng rồi. Ba chục, một tháng nó lên tiền lợi nhiêu? Cả sáu chục á. Ờ, sáu chục, sáu chục cái nó lên tới nhiêu? 120, 120 nó lên nhiêu? 240, 240 từ cái nhà này bay luôn. Trời ơi, mượn tiền mua cái điện thoại mà phải sang căn nhà luôn á trời. Phải sang thôi. Ông bà người ta nói là liệu cơm gấp mắm, mày có cục cơm ba lớn gì mày gấp con mắm chà bá gì mày ăn mày khát nước rồi đó. Khát nước là tụi giang hồ tới đó. Trời đất ơi, mình làm gì cũng phải tính chứ, mình xí soạn. Trời đất ơi, mình khoe mẻ, mình làm ra vẻ mình là người có tiền, đại gia. Đại gia còn không dám xài điện thoại thứ mày nữa chứ đừng có nói. Trời đất ơi, mày cầm cái điện thoại mấy chục triệu mà mày thiếu nợ, nó dí theo nó đòi nợ mày cái kiểu đó. Mày thấy mày quê không? Dạ quê chứ sao không quê. Mày giờ quê hay không, không có lo. Mày giờ lo không có tiền trả nó nè. Đó. Mày giờ bác. Gì? Giúp con gì? Ta chỉ giúp đỡ những cái đứa nào chí thú làm ăn. Thì con chí thú làm ăn mà. Mày không có làm gì hết trơn. Trời ơi, mày tối ngày đi khoe mẻ, mua cái điện thoại mấy chục triệu trong khi đó mình thiếu nợ. Rồi khoe mẻ. Ta đây giàu có như tôi nè. Tôi xài cái điện thoại này từ cái năm 2014. Con cháu nó gửi về nó cho đó. Làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được đồng tiền, chứ đâu phải là dễ đâu. Dạ rồi, con nhớ là chú dạy rồi. Nãy giờ chú dạy con là no kiến thức rồi. Nhưng mà ăn đói bụng quá. Cả tháng nay ăn mì gói muốn xỉu luôn rồi chú. Bây giờ có cách nào cứu con bây giờ? Không ấy cho con chén cơm, con đói quá rồi. Không có tiền để mua đồ ăn nữa. Thôi được rồi, đi qua tao đi. Rồi tao cho mấy chén cơm nguội. Trời ơi, cảm ơn chú nhiều. Nhưng mà hết đồ ăn à, ăn với muối nha. Dạ chịu hết, con biết lỗi con rồi. Đi mày. Cái gì đây? Mới hồi nãy đi ngang đây mà thấy cái tường sạch trơn mà vẽ cái gì mà tùm lum mà chữ nghĩa gì đâu mà quằn quệt cái ớn à trời. Rồi mấy cái bình này, trời đất ơi bác Ba. Gì? Trời, người đó giờ xóm mình bị vẽ tầm bậy là bác á hả? Trời ơi bác lớn tuổi rồi, bác chơi gì kỳ cục vậy bác? Thôi mày đừng có ăn nói vô duyên mày. Tao mới vừa tới nè, tao thấy nó vẽ ở đây rồi tao khung xuống tao thấy mấy cái chai này này, tao cầm lên rồi mày nói của tao là sao? Thấy sơn nó còn mới mà bác còn cầm trên tay kìa. Mắc mệt. Biết đâu,
biết gì mà con đang tất cái chuyện là nhà con nó mới bị vẽ một bức to tướng bên kia kìa. Ủa nhà mày cũng bị vẽ hả? Trời ơi mà nó xấu quắc bác ơi. Cái trời ơi, nhà mày bị vẽ trên nhà tao nhà lá nó không có vẽ được. Con chó tao ngủ trưa mà nó vô nó vẽ luôn đó. Trời ơi tội nghiệp con chó chứ. Mà nó ngứa nó gãi sùm nữa nè. Mà con nói với bác á là cái thể loại này á là cái thể loại tranh gì đấy. Tranh gì? Graffiti gì đấy nè. Graffiti gì vẽ tầm bậy tầm bạ, chữ nghĩa thì không có gì hết trơn trời mà quăng quệt đồ gì đâu á. Dạ. Cái này kêu thuộc dạng kêu làm dơ nè. Mà con thấy hình như nó vẽ chưa xong á. Cái nó thấy bác tới cái nó bỏ nó đi nè. Hay là mày vẽ mày mới biết vẽ chưa xong? Sao con biết? Rồi tao tới đây nhà rồi con mày... còn bị mà. Mày đừng có giả bộ, phải mày vẽ không? Không phải. Lúc nãy đây này con mới đi ngang nhà con bị vẽ cái ông Sáu. Ông đang la lối ôm sòm bên nhà ổng kìa. Ông Sáu cũng bị vẽ hả? Cái ông kêu con tới mát mét bác đó. Trời ơi. Vậy mày nói này vẽ chưa xong? Chưa xong. Chắc nó đang vẽ, chắc có người tới cái dạ. Nó thấy nó bỏ nó chạy. Đúng rồi. Vậy là nó sẽ trở lại nó vẽ nữa. Dạ. Vậy tao mày canh. Bắt tận tay dài tận mặt coi thằng nào vẽ ba cái tranh bậy bạ này. Dạ đó. Dạ là bữa nay con được đi theo bác trinh thám điều tra hả bác? Để đây đi. Trời ơi nó nghe. Dạ. Nó vẽ này còn đỡ, nó vẽ bậy bạ tục tiểu còn ghê nữa. Ôi không có đâu. Bắt nó phải rửa phải chùi sạch sẽ cái này mới dạ. Được mà giờ mày canh ở đâu núp đâu mày? Dạ về phía kia đi đó hả? Đó nó có cái bụi kìa, đi coi bác đi. Trời ơi rồi nay được trinh thám với bác rồi. Trời ơi, bắt quả tang, bắt quả tang. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Không giữ được nó đâu. Cái bộ, gì vậy? Đứng lại, bình tĩnh, cả nhà bình tĩnh lại. Rồi, dạ? Rồi, được rồi, thả ra đi con. Lấy cái máy điện thoại ra. Gì vậy? Chụp hình nó cho ta. Chụp hình gì vậy? Quay. Cả nhà bình tĩnh, hiểu làm gì đó, hiểu làm gì? Quay mặt lại, quay cái mặt lại. Đây, rõ ràng, quá rõ ràng. Ủa gì vậy cả nhà mình? Rồi, rồi, chụp tao chi vậy? Thì bắt người bắt được, nhiều khi cái tuyên dương bắt đâu. Tuyên dương cái gì? Nè. Mày vẽ ha, mày là cái người vẽ bức tranh này phải không? Mà không phải tranh nữa. Cái này là cái chữ gì ta không có hiểu ha. Ba có đồ nghề mày, đưa đây. Bác làm không? Tan chứng vật chứng rành rành à. Trời ơi bác ơi, hiểu lầm rồi. Cái này là con đang là tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Cái bức tường này là nó trắng, để người ta đi ngang, người ta dòm thấy sạch sẽ. Lâu lâu có dán cái hình, thí dụ như là ai tìm mà thấy chó đi lạc thông tin. Thấy không? Rồi còn chích ngừa đồ này kia nữa để người ta dán chứ. Mày vẽ về mày coi được không? Hả? Đúng rồi, mà phải vẽ đẹp đâu bác. Vẽ xong quá. Bên nhà con nó vẽ bức thấy ghê. Nhà mày cũng bị phải không? Dạ quá trời quá đất, nhà ông Sáu nữa, ông chửi quá trời bên. Biết rồi, nhà mày bị, nhà ông Sáu bị. Nhà tao nhà lá mà nó đâu có vẽ được. Dạ. Đèn chó tao cũng vẽ. Trời đất ơi đó. Con chó của bác thay đổi cục diện liền. Cục diện gì? Hồi đó nó chỉ là con chó bình thường thôi, bây giờ nó thành con cọp rồi. Mày vẽ làm sao mà bây giờ nó về má nó không nhìn ra nó, không cho nó bú luôn. Trời ơi, con cọp mà nó vẽ hồng cánh sen, bác tưởng tượng được không? Trời ơi, phim một hình người ta có chú eo hồng thì bây giờ ngoài đời cũng có chú cọp hồng vậy. Đừng mình có nói lạ. Mày quá lắm rồi. Mày làm bẩn cái bức tường này. Mày nghĩ gì sao mày vẽ, mày giải thích cho tao coi. Mày vẽ cái này là cái gì? Đúng rồi, chữ gì vậy? Cái gì? Cái gì? Mọi người ơi, tác phẩm nghệ thuật của người ta mà mọi người cứ chơi này chơi nọ hoài tức cái lồng ngực thiệt. Nghệ thuật chỗ nào? Nè, bây giờ bắt tay với anh Cường nhìn kỹ đi. Đó thấy không? Xanh xanh hồng hồng vậy đó không? Tươi tắn đặc biệt. Cái chữ này là chữ gì? Chữ này là chữ hiếp. Chữ này hiếp kết hợp chữ này là gì? Chữ hớp. Hiếp hớp. Là gì? Hiếp hớp là một loại hình nghệ thuật về nhảy. Đó, về những cái gì đó là kiệt tác này nọ. Con vẽ lên đây này là mấy chữ tiếng Anh. Vẽ như vậy nó mới chất. Dân chơi đây đều là chất chơi đó bác. Tao không biết mà bắt trước ai. Vậy là ở ngoài cột điện mày cũng vẽ bay không? Dạ đúng rồi con luôn. Cái gầm cầu mày cũng vẽ bay không? Cũng con luôn. Nắp cống nó cũng vẽ bác. Cũng đó. Em luôn. Ừ. Cửa cổng nhà người ta nó vẽ láng hết. Ê, mày vẽ vậy thì mày có xin phép mấy cái nhà mà mày vẽ không? Đúng rồi, có xin phép không? Chưa xin phép tôi là chắc chắn rồi đó. Ủa mọi người ngộ ghê, cái này của công cộng thì mắc gì phải xin phép. Cái này là của chung mọi người, mà đã gọi là của chung là phải có con trong đó. Của chung mà thì con vẽ con xin phép chi? Rồi mày nói này của chung phải không? Dạ. Rồi mày vẽ ăn chó nhà ta mày có xin phép tao không? Rồi bức tường nhà tôi có xin phép tôi chưa? Mày nhả về ăn Sáu mày có xin phép không? Chưa. Mọi người ơi, vấn đề đây không phải là mình xin ý kiến hay không. Vấn đề là con có ý tốt. Con muốn mỹ quan đô thị mình
đẹp lung linh phát triển, người ta đi ngang người ta nhìn vô thấy ô qua thẩm mỹ đẹp quá, bắt mắt quá, người ta mới bu lại xem. Vô tình con nâng cái giá trị nghệ thuật của xóm mình lên cho mọi người mà, mọi người nghĩ gì vậy? Là đẹp chưa? Đẹp rồi. Đẹp chỗ nào mà chỉ tao coi. Nãy mày nói chữ hết rồi chữ hết rồi còn gì nữa. Còn nè, đây là cái gì? Cái đó hả? Cái đó là hoa văn. Hoa văn hoa què nó tô điểm cho chị hip hop. Còn á, bác nhìn thấy này cái gì không? Gì? Cái mặt của con. Còn vẽ mặt của nó con, cái này cái miệng con đang mỉm cười, đang mỉm cười với tác phẩm của mình. Ừ. Cái mặt của mày đó hả? Cái mặt của con, cái mũi nè, cái sống mũi cao chót chót nè. Cái mặt của mày đó hả? Ăn mắt nè phải không? Dạ đúng rồi. Cái miệng nè hả? Dạ. À, tao biết rồi, cái mặt này là cái mặt mà lúc bị tao quýnh rồi phải không? Cái mũi gì đấy? Bị vẽ bậy, tao không đồng ý nhà người ta thì tao kiếm tao quýnh. Đúng rồi, lén lút buổi đêm tưởng ăn trộm nữa đó bác. Đúng rồi. Ủa nói vậy là cái công con vẽ nãy giờ là hai người nhìn vô là không biết là cái hình này là cái hình gì đó hả? Tao không có hiểu cái gì hết, tao thấy mày làm bẩn cái bức tường này thì có. Vậy là con thành công rồi đó. Thành công rồi sao? Con vẽ bức hình mà không ai nhìn ra là con thành công. Trời đất ơi, cái nghệ thuật ở chỗ đó. Ê, cái giá trị là nghệ thuật trừu tượng. Có nhiều họa sĩ nha, nhiều khi ta vẽ trong tác phẩm đó người ta không biết ta vẽ gì. Tới lúc ta chết ta mới biết nó là nội dung nó như thế nào đó. Vậy là thường là vẽ trên trừu tượng là mấy họa sĩ đó chết thì người ta mới biết. Đúng rồi, nhiều người vậy đó. Chứ giờ thấy nghệ thuật quá, nói tôi không hiểu gì hết trơn á mà. Không phải, nghệ thuật là sao? Mình phải vẽ những cái gì đó mà người ta không tưởng tượng được. Rồi sau đó một thời gian lâu dài, khoảng cỡ 100 năm hay cỡ 1000 năm á, người ta khám phá ra được cái nội dung này. Đó, người ta đưa bức tranh này vào viện bảo tàng, người ta lộng khung lại. Lúc đó bức tranh này sẽ được lưu danh hậu thế. Rồi đây lịch sử sẽ khắc tên con vào bức tranh này. Đó, họa sĩ quý vẽ nên kiệt tác làm nổi bật cả khu xóm mình. Ôi, hay chưa? Hay quá quý ạ. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Con thấy nó nói hay đúng, quá đúng, chú. Đúng, hay chứ sao không? Nó nói cái miệng nó hay bởi vì nó đang bào chữa cho cái hành động mà vô ý thức của nó. Tự nhiên mày nghe cái mày vỗ tay mà nó nói thuyết phục quá bác. Trời ơi, con thấy cái hào quang nghệ thuật trong con người nó tỏa ra bên ngoài luôn. Không, cái này lố, cái này lố. Người ta là họa sĩ chứ không phải là cái gì đâu mà hào quang đã sáng. Cái này là gọi là một cái gì đó, là một cái chất, một cái chất của một người họa sĩ, một người nghệ sĩ làm nên những cái kiệt tác thế giới này. Mọi người nghĩ đi, sau này ha, bức tranh này nha, nó nổi tiếng, người ta đi ngang qua ta thấy ô bức tranh đẹp quá, người ta kéo lại ta chụp hình, báo đăng TV lên hình một cái thôi, cả xóm mình nổi tiếng nhờ bức tranh này. Có luôn hả? Có chứ sao không? Chụp giùm anh mấy bức đi. Trời ơi, anh đứng vô một chụp cái đi nè, em chụp cho cả chục bức về the cả xóm mình luôn. Rồi. Sao chụp hình. Chụp hình hả? Dạ. Chụp hình chi? Sắp tới đi, cái nó nổi tiếng rồi, người ta tới đằng rằng mình không chụp được đâu à. Tranh thủ đi. Bức hình này mà có dính dáng tao, nó coi như mày là tòng phạm luôn á. Sẵn có cái điện thoại á. Bức tranh. Mày có điện thoại không quý? Dạ có. Lấy điện thoại ra. Dạ. Lấy điện thoại ra. Chị gì bác? Chụp hình luôn hả bác? Coi tin nhắn của trên xã đó. Gì vậy? Bác Vy sao bác làm gì mà bây giờ xã mời con lên vậy? Thì mày vẽ bậy vẽ bạ. Vẽ phải có nơi có chỗ chứ không phải chỗ nào mày cũng vẽ. Mày vẽ vô nhà người ta. Chó tao mày còn vẽ nữa. Nè, xã mời lên trển ha. Cho mày tha hồ mà mày ngồi ở trển mày vẽ. Mai mà tôi đi tới đây mà tôi thấy cái bức tường này mà nó còn quằn quại răng ri vậy là mày biết tại tao. Bữa nay tao tha mày đó. Mai nhớ đi đúng giờ nha. Ở trên xã người ta mời là người ta tiếp đúng giờ lắm đó con. Bác bà. Ông già ông cạo tay dữ rồi trời. Ráng nghe, mai lên xã đi nghe. Anh Cường. Nắng hà lên mây trôi lang thang cho hà buồn, cõi khói đốt đồng để ngâm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết cậu buồn hiu khi cầu. Rồi vô đây báo cáo tình hình với bác nè. Rồi bác ơi, nó xong hết chuyện rồi nè. Xong rồi bác ơi. Xong rồi hả? Dạ, mỹ quan đô thị của mình giờ là sạch đẹp hết rồi đó. Không còn bức tường nào mà hoa văn hình thù này nọ nữa đâu bác. Còn, sáng giờ tao phụ mày, hoa văn hình thù nó lên hết trên này rồi. Ừ, cái áo này đẹp quá hả? Đồng em dặn sơn lên hết trơn trên này. Bác có biết là sáng nay con ra là con toàn chặn bà con lại cho nó xóa không à? Ai cũng ra chửi nó, ai cũng ra đòi quánh nó hết. Trời ơi, cái mặt gì mà sinh ra vậy mà quậy phá làng xóm quá mày. Đâu có quậy đâu, cái đó là tại vì mình có suy nghĩ sai lệch một xíu thôi, nhưng mà biết chuộc lỗi rồi. Đam mê mà không có đúng chỗ. Có qua tay. Tại vì người ta vẽ, tại vì mua giấy về người ta vẽ, người ta mua khung giả về người ta vẽ,
thấy không? Con vẽ này đụng đâu vẽ đó, vẽ tầm bậy tầm bạ nè, vẽ những cái chỗ như là công cộng nè, rồi vẽ trên những cái chỗ mà công quyền nè, không có được cái sự đồng ý của các cái cơ quan đó, rồi thậm chí tư nhân này kia đồ ha, rồi phạt tiền nặng lắm á, 1 triệu cho tới 2 triệu đó. Dạ con biết rồi mà bác Ba, hôm qua lên làm vị trí xã mấy ảnh cũng phổ biến luật lệ cho con hiểu. Chưa hết đâu nha, nhiều khi mình làm mất mỹ quan đô thị rồi gây mất hình ảnh của một tổ chức hay cá nhân gì đó, nhiều khi phạt 3-5 triệu á. Ủa sao rành quá hả? Chứ sao mém bị phạt mà sao không rành được. Có khi mà mình là sao ta làm ảnh hưởng dữ quá đó hả, ở tù luôn á, không phải giỡn đâu. Dạ. Ê mà hiện giờ nó nắm luật rõ rồi ha. Dạ. Thì mém bị phạt mà phải nắm thôi. Dạ. Hôm qua uống trà giờ thấm được. Hôm qua kêu lên thấy mấy ảnh mỉm cười tưởng tuyên dương khen vẻ đẹp. Ai ngờ mấy anh mỉm cười, mấy anh nói tí nữa thôi là vô khám ở rồi. Làm con tắt cười luôn. Vậy mình cũng còn phước đức ông bà để lại đó. Dạ. Tởn chưa con? Dạ tởn chứ sao không tởn, bác còn trẻ mà đâu biết đâu, nhiều khi mình suy nghĩ sai lệch quá. Với lại thực sự là con đam mê nghệ thuật lắm, con muốn vẽ tranh này nọ để nhiều khi đi bán, nhưng mà cái trình độ mình vẽ xấu quá, đi bán không ai thèm mua, nên mới kiếm mấy cái gì đó trống trống như mấy cái từ nó mình lên mình vẽ, mình sáng tạo, mình trau dồi, mình luyện tay nghề cho nó phát triển thôi, chứ đâu có ý gì đâu. Trao kiểu đó là mày nghề mày tắt luôn đó, thấy không? Bây giờ ý bác Ba nói như vậy. Dạ. Nếu mày có qua tay như vậy thì bây giờ mày đi học thêm đi. Thấy không? Dạ. Mày đi học đi, vô những cái lớp vẽ, rồi mày muốn thực hành dễ thôi. Tao giới thiệu nè, lên chơi ban văn hóa thông tin của xã nè, người ta có vẽ tranh cổ động đó, vô vẽ những bức tranh nó vừa ý nghĩa, rồi bà con người ta xem cái đó, người ta cũng đánh giá mình, người ta nhìn mình một cặp mắt không có lệch lạc như bây giờ. Vậy là lên phường xã mình tham gia mấy cái hoạt động đó được hả bác? Được. Trời ơi, cảm ơn bác Ba Phi nhiều lắm, tại con không biết, đâu biết mấy hoạt động đó đâu mà tham gia. Trời đất ơi. Anh chợt nhớ ra anh có cái ông bạn. Dạ. Ông đang làm họa sĩ, bây giờ anh giới thiệu cho mày. Cái mày lên đó mày học vẽ. Ờ nói thiệt hả? Cho em đi tầm sư học đạo hả? Trời ơi, sao anh không giới thiệu ngay từ đầu để em đi vẽ này vẽ nọ? Mày vẽ đi nha, có ý nghĩa mà nó đẹp đúng chuẩn với nghệ thuật ha, bán tiền không đó, rồi còn được lưu danh nữa không? Trời ơi, nghe hai người nói con thích quá, con sẽ tầm sư học đạo và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chân chính. Mai mốt mày thành họa sĩ rồi đó, vẽ mà bán mà mắc á, đừng có kêu tao làm người mẫu à. Trời ơi. Ngày bớt đây của ba, tụi con thấy vui quá trời. Giống như ba không cười thì tụi con cười để ba cười theo. Happy birthday to you, happy birthday to you. Đây nha mẹ tụi con để dành cho ba. Ba không lo ưu phiền, chúc ba nhiều tiền sống gia như là tiền. Chúc ba sức khỏe dồi dào, chúc ba được nhiều sức khỏe. Chúc ba yeah. Xí đây bay ơi. Đứa nào phơi áo mà không phơi quần cho nó có một cặp với nhau mà phơi lẻ loi vậy. Mà cho hỏi ở ngoài này ai hát hò gì vậy? Tụi bay hát hả? Thằng Dĩa. Ủa thằng Diễn hát hả? Sao bên đây nó hát nghe hay quá trời, mà con hát cái gì mà như lộn cục đèn đu cục đình với con? Con đình trình với bác này. Con không hát. Chứ mày làm gì? Con rap. Rap là sao? Rap nhạc. Là gì? Là rap mấy cái nút nhạc vào ý bác. Tại vì hát quá mà nhiều nút nên là hát nó còn hơi lỡ một tí. Là cái này là do lỗi là do nhạc chứ không phải do mày hát phô phải không? Đúng rồi. Vậy mà hai đứa mày sao á? Nó hát phô đâu phô, đứa thừa em nó hát phô. Ê mà vui nha, mà đứng ở trong mà ba nghe là anh em mà ngoài này tập về là rơm rã chịu á, sinh nhật về là được rồi. Cho nên là khúc cuối thôi ba khỏi ra được không? Đâu có được ba. Sao vậy? Mai sinh nhật của ba, ba là người đặc biệt, ba xuất hiện mới tỏa sáng được chứ. Mày bậy rồi, thường mà cái gì mà nó đặc biệt á là mình giấu luôn, mình đem ra là cái đặc biệt đó nó hết đặc biệt liền à, hiểu không? Giấu đi. Thôi mà. Trời ơi, tao nói mà tao ra làm cái gì mà cứ bắt đau khúc cuối tao phải ra. Ba ơi. Gì? Bác có thấy kỳ không? Kỳ vụ gì?
con nói cho bác nghe nhá. Năm ngoái gần sinh nhật bác, à, con gọi cho anh Lý, à, anh Lý bảo là anh Lý bận cái dự án 50.000 tỷ đô, à, anh Lý không đi sinh nhật bác, à, mà nhắc anh Lý thì làm sao không nhắc được anh Chén. Cái gì nữa? Dù vậy anh Chén anh ấy nói là anh ấy đưa cả nhà đi Hawaii, book vé máy bay rồi, à, nên là không về sinh nhật ba được. À, thế mà bác thấy không, à, năm nay, à, chưa đến sinh nhật đã về rồi. Ê mà cho bác hỏi này xíu được không? Dạ. Bộ mày bị kiến cắn đùi mày hay gì mày chạy qua chạy lỡ chóng mặt gần chết vậy? Hả? Nói đứng chỗ nói tao nghe được rồi. Con chạy qua chạy lại là vì con thấy trong lòng con nó không yên. Chứng tỏ có điểm bác ạ. Điểm gì chú em? Sinh nhật của ba anh mày á thì anh mày phải về sớm. Dạ cho ba hỏi này nè, là ngày sinh nhật thì bay tổ chức làm sao để ba biết? Ba ơi, con chuẩn bị xong hết trơn rồi, con nói ba nghe. Cái gì? Trời đất ơi, ngày mai á, à, chỉ được nằm yên một chỗ, à, cái băng ca đẩy ba vô. Ờ, sẽ nha, ba thích á. Con thuê lễ tân hai bên mặc đồ trắng. Ờ, đó trắng tinh. Ba đó hả, giải lụa trắng, giải từ đầu đến chân. Đúng rồi, trắng tinh khiến ba thích. Đèn khói đầy đủ, đèn hay đứng tứ phía, đúng nhạc là lên. Chỗ này ba biết nha, này ba thích á. Cái khúc cuối có bốn người đứng bốn góc của ba nữa phải không? Đúng rồi. Xong cái là đưa ba đi xuống với nhị tỳ á. Ngộ đời hết sức bay sao mà cứ lâu lâu gặp lợi cái là muốn đưa tao xuống dưới gặp bà à. Kỳ khôi ghê á. Rồi tổ chức sao nữa nói ba nghe luôn con đi. Con tính rồi, năm nay là ba 59 tuổi. Ờ. Cái con mời 590 người. Ờ. Năm sau ba 60. Con mời 490 người. Ờ, là năm nay 59 tuổi là mời 590 người. Dạ. Năm sau là 60 tuổi là mời 490 người. Ê, vậy còn 100 người kia đâu? Ờ, 100 người kia đâu? Thì năm nay họ không có đi, còn quê con giận năm sau không có mời nữa. À, đúng rồi, là mình phải giận hồn du dơ đúng không? Chứ mời tụi nó mà tụi nó không tới mình quê chứ đồ đạc rồi đãi linh đình hết trơn rồi, đúng không? Rồi mời khách khứa sao con? Trời ơi ba ơi, ngày mai ba chỉ việc tiếp khách. Ê, anh! Gì? Nói nghe này, ba lớn tuổi rồi, tự nhiên anh lại bắt ba, thì biết hả? Ê, cái thằng kia, tao thấy cái vấn đề mà tiếp khách nó cũng bình thường thôi mà sao qua cái miệng mày tao vô tệ nạn ngang vậy? Còn nghe sao con nói vậy thôi? Ngộ hết trước giờ rồi, mời ai chưa? Ba ơi, thiệp mời của ba con gửi tận tay mỗi người rồi. Đừng xạo, hôm qua mới thấy mời online. Ủa vậy mày hả? Nói bậy, ba nghe lời con nè. Thiệp của ba con mời vậy, ba coi được không nha? Mày sao? Con mời là bác Minh bạn thân của ba đón giờ nè. Ông đó phải có. Con mời là anh Tú con của chú Bảo Bảo hồi cấp 1 bị phạt chung với ba đó. Con mời anh Lạc Hoàng Long con của bác Lê Nam hồi xưa cấp 2 á đứng cùng cờ nè, đi trễ bị phạt nè. Ngoài ra nè, con còn mời người yêu cũ của ba nữa. Hả? Người yêu cũ nữa. Ê, trong cái dàn danh sách của ba người yêu cũ nhiều lắm, mày khơi gọi người cho ba nhớ coi ai vậy? Bà Oanh. Bà... không ấy, trả cái thiệp mời lại cho bà Oanh được không? Không có được, con lỡ mời rồi. Thôi trả lời bà đi, tại hồi xưa lúc quen bà chửi ba dữ lắm, cái mỏ bà chửi không lợi bà. Trời ơi, chửi mà kỷ niệm của ba đó. Thì hả, mời nghệ sĩ cho ba luôn được không? Được luôn, ba muốn là được à. Mời ông Minh Nhí đi. Ê, ba thích ông đó, ông diễn hài vui lắm, có duyên nữa. Nhưng mà đẹp thôi. Hả? Sinh nhật của ba, sinh nhật của anh. Anh mời toàn như người kình với ba không vậy? Mời là phải vui, sinh nhật là phải vui. Đúng. Trời ơi. Trời ơi, có cái gì đâu mà tao mệt tụi bay quá. Sao sơ hở là anh em tụi mày cự lộn à? Sinh nhật thì mời ai không được. Mày em út mà mày cứ chữ nó hoài à. Rồi con đặt chỗ đồ hết chưa? Con đặt xong hết trơn rồi ba ơi. Mà... trời ớt ơi, ba nghe con nói nè. Hả, gì? Tiệc của mình là 590 người đúng không ba? Là mỗi người 1 triệu thì tổng là 590 triệu. Cái gì dữ vậy? Đúng rồi, con á là dằn tiền đặt chỗ thế chỗ hết trơn rồi. Thế hết nhiêu rồi? 90 ngàn. Ôi, ba nghèo thiệt. Mà thí dụ có 90 ngàn không mấy giờ ba cho con rồi bỏ cái đĩa đi. Chứ sinh nhật có cái gì đâu mà đãi tới được một lần 500 mấy chục triệu dữ vậy. Không có được ba ơi, đây là bộ mặt uy tín của con nữa, đâu có bỏ được. Ê, cái đó thì bỏ đúng rồi chứ mày có uy tín gì đâu. Mấy lần mày mượn tiền tao có trả đâu. Gì? Cái này con công nhận. Năm ngoái anh ấy mượn tiền bác để làm dự án đấy. À, đã trả tiền đâu. Cái đó đúng rồi. Trời đất ơi, tao mượn tiền ba chứ phải mượn tiền mày đâu mày lên tiếng. Thì... mà ba biết không ba, trời ơi, bây giờ là mình phải chuyển khoản thêm 500 triệu, cái xong tiền mình chuyển thêm 89 triệu 910 ngàn nữa.
Là sao không có hiểu gì chứ? Thôi bây giờ không có nói nữa, cái mã nè. Thôi từ đây nói cái băng ca là em biết ông này có ý đồ rồi. Ê bây giờ bên dịch vụ mai táng có cho mình chọn mẫu trước khi đi hả con? Dạ thưa ba, không phải mã mồ mà là mã QR. Mã QR là gì? QR là quê rồi ba, mà ông chuyển khoản cho người ta là con quê sệ đó. Mà ba ơi, cho anh quê sệ đi. Có cái thằng này cướp, anh cướp, 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 anh cướp, cướp ở trên, dạo ở trên, cướp ở dưới, móc ở dưới, cướp ở chạy, cướp ở chạy, cướp ở ỷ nhà này con mình mày biết đá mà đá tối ngày giùm tét quần. Ăn cướp ở đâu mà mày la bài hải vậy? Cướp này bác, anh Ly này. Là sao? Có thể anh ấy đặt cho bác là 590 triệu tiền tiệc. À bây giờ bắt bác chuyển 500 triệu. Con sợ anh ấy quẫn quá, cướp của bác. Nên là con hô luôn, tí hô cho nó quen. Nè thằng kia, miệng mầm quá trời rồi. Tối ngày mày ly gián tình cảm cha con tao không à? Thằng Ly đâu? Ai vậy? Sinh nhật ngày mai mà bữa nay mời tới sớm vậy? Mời mày bạn con mời hả? Có, đâu phải bạn con đâu. Chứ ai mà ai biết. Hả? Có thằng Ly ở nhà này không? Thằng Ly con tôi. Tôi nghe nói là ngày mai ở nhà này có sinh nhật. Ờ. Cho nên hôm nay á, tôi có một món quà để tặng sớm cho gia đình này. À, có quà, quà. À, vậy đó. Vậy là nằm trong 590 người bạn nè. Có quà. Có quà. Ý ba, để con coi, để con coi, để con coi. Là sinh nhật bác hay sinh nhật ông Mỹ đó? Tao không biết luôn á. Trời ơi, hồi hộp quá ba. Coi coi quà tao tặng gì. Anh hai mày chơi với bạn tốt rồi chứ phải có quà. Mày khui lẹ đi. Coi coi cái gì tặng. Giấy gì vậy? Giấy nợ. Ai nợ? Thằng Ly. Nó nợ tôi 2 tỷ. Chờ chú ơi chú. Cái này chú có lộn không chứ? Thằng Ly con tôi nó là dân đời kinh doanh, tiền của nó nhiều lắm. Mai nó còn làm sinh nhật cho tôi đâu, mấy trăm triệu bạc nữa đâu mà mượn nợ. Chắc lộn Ly nào rồi đó. Lộn mà lộn sao được hả ông già? Nó trốn nợ tôi cả tuần nay rồi. Tụi bay vô lôi cái thằng Ly cho tao. Trời ơi. Cái người. Ôi. Cái trời ơi bác ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba ơi cứu con. Cái gì vậy? Ba ơi cứu con. Anh, chào anh. Mày tưởng là mày trốn được tao hả? Nợ của tao chừng nào mày trả? Không phải, hồi đó giờ tiền lời em trả anh đầy đủ. Còn giờ nhiều tiền quá, từ từ em trả mà. Tiền của tao là tiền mẹ để tiền con. Từ từ rồi, từ từ sao hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Trời ơi, nói nhỏ thôi. Bên kia nghe kìa. Em có 500 triệu rồi. Một lát nữa em trả cái mã của anh á. Em gửi cho ba em rồi, lát ba em quét cái mã của anh. Được mà mày đang trần lân với tao à? Khoan 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 khoan, cho bác hỏi là cái mã là cái mã gì ở đây? Dạ. Thằng con của ông á, nó nói là nó lấy ông 500 triệu để mà trả cho tôi. Tiền đâu ông già? Chú ơi, tôi giờ già cả rồi, 500 ngàn không biết tôi có không, lấy đâu ra 500 triệu tôi đưa cho chú. Không có tiền đúng không? Cắt cái lỗ tai đó. Ơi. Tao giờ muốn trả tiền hay là muốn cắt cái lỗ tai? Trời, thì bây giờ 100 triệu mà lên 2 tỷ từ từ mới trả được chứ. Anh từ từ không? Lúc mày mượn tiền tao á để mà cờ bạc, mày nói ngon nói ngọt lắm mà. Anh hai, con cờ bạc cái gì mà để nổi nợ tùm lum la vậy? Anh ơi, bây giờ anh làm như thế là to chuyện rồi, ảnh hưởng đến cả bác, cả em, cả mọi người nữa. Trời, anh lớn nhất ở trong nhà đó mà anh còn làm vậy nữa. Anh đeo vàng ấy, đem vàng anh trả mọi người đi. Trời, vàng phải trả cho người ta. Không phải, vàng giả, đeo cho uy tín chủ nợ nó yên tâm. Bây giờ anh làm như nào đi chứ, ảnh hưởng đến cả bác, cả em, tất cả mọi người trong nhà. Thôi! Gia đình mày cãi lộn xong chưa? Xong. Xong. Không. Cuối cùng có trả tiền hay là không? Không. Không. Anh em, lên! Trời ơi, cứu anh mấy đứa ơi. Anh em ơi. Xuống. Ờ. À, trong vàng anh em có ba phải không? Đúng có. Trời ơi cái gì vậy? Mày, 2 tỷ, 2 tỷ, ây da, cắt luôn. Thôi thôi
thôi có chào sao bác hai nhờ con qua đây quýnh lộn dạ tôi nói một bài học mà tôi nói toàn quýnh thiệt không mà sao cuối cùng cái bài học này dành cho ai á trời. Thôi bài học này dành về cho bác hai đi, tại ta kêu mày đánh giả nhưng mà tao quên nói mày là con của bác á, là nó là võ sư, nó được tứ đại quyền đăng. Tứ đẳng quyền đai thôi đi. Con muốn chơi với bác hai đâu về mép mẹ quanh luôn nè. Ê dạ con trời ơi. Ủa ba hả? Sao ba? Thì là vậy đó chứ sao. Vậy đó là sao? Vậy là ba mày á. Dạ. Thấy không, mày cờ bạc là có thiệt. Thấy không, hồi sáng này là nó nói là nó tới đây nó đòi tiền đó, rồi ba là ba trả cho nó rồi, hiểu không? Là ba trả con 2 tỷ thì... Ở đâu ra 2 tỷ? Tao ăn cướp tại vì có 2 tỷ. Tao tạ trả nó 2 triệu trước, còn lại tao trả từ từ. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Tao cầm cái nhà này rồi, từ từ rồi trả cho nó cũng xong à. Đây tới cuối đời cũng hết à, hiểu không? Mình là thiếu nợ thì mình tìm cách cái gì đó mình trả từ từ ta. Thấy không? Tự nhiên cái đâm đầu vô cờ bạc làm gì? Có ai làm giàu nhờ cờ bạc không? Rồi mày với nó cũng vậy nữa, hai anh em ruột thịt với nhau. Đó, gặp nhau 1 tiếng là tiếng 1, tiếng 2, cái tiếng 3 cái bắt đầu gây lộn mà. Thằng lớn không nhịn thằng nhỏ thì không nhường thằng lớn. Sao vậy? Anh em chung một nhà với nhau mà. Cho nên ba mới kêu tụi nó thử vậy đó để coi anh em mày sao. Thằng này nè, đó. Nó là bà con xa đó. Thấy không? Mà nó thấy tụi bay gặp nạn nó cũng nhào vô nó cứu. Đúng ba không? Gì vậy? Trời ơi, giang cảnh. Giang xếp kiểu vậy hả? Trời hết hồn. Ồ, cái nết mày sao mà quá trời. Thì cái nết con vậy mới vừa với bên kia. Cái gì mà cứ tiếng 1, tiếng 2 là mày nạt mày nộ hả? Kỳ khôi ghê á. Anh em chung một nhà, có biết thương nhau chưa? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Tại vì con thiếu nợ nhiều quá. Bây giờ kiếm tiền nhanh chỉ có lao vô cờ bạc thôi. Trời ơi, mày có thấy ai mà làm giàu nhờ cờ bạc không? Sao đâu á, không? Bây giờ nghe lời ba gọi bên cái chỗ nhà hàng gì đó quỷ đi. À mà không cần gọi đâu, tao biết luôn. Mày là mày giả bộ phải không? Mày bày ra cái chuyện mà đặt nhà hàng 500 triệu rồi lấy tiền tao đặng mà đi cờ bạc đúng không? Dạ. Tao ba mày mời sao mày qua mặt tao được, không? Bây giờ sinh nhật ba không có cần làm gì hết trơn á. Tao giờ lớn tuổi rồi, sống nay đi mai, hiểu không? Ở nhà đó, kêu thằng này nè đó, nấu mâm cơm xong cả nhà quay quẩn nhau ăn cho vui. Bao nhiêu năm nay nó nấu cho tao ăn không, nó mặc dù hơi mặn xíu thôi. Cái gì? Đã vậy rồi, hay là bây giờ để con ra ngoài chợ, con nấu một bữa thật linh đình, trọng đại, cả nhà mình cùng ăn sinh nhật bác hai. Mọi người đồng ý không ạ? Vậy đi, mà nghe lời nhớ ba dặn nhau, thấy không? Hãy thương yêu nhau khi còn có thể, đừng để quá trễ mới nói cái tiếng thương. Dạ. Biết chưa? Dạ, biết rồi. Ăn đâu cũng vậy, không có bằng ăn cơm nhà. Đậm đà hạnh phúc. À. Đi lẹ lên coi. Nghe tao nói nè, hôm nay tao dẫn mày đi vô cái biệt thự trên cái đồi này. Chủ căn biệt thự này giàu dữ lắm. Mà nghe nói đi nước ngoài gấp, đồ ở trong đây còn nhiều lắm. Nhưng mà nếu như không đúng như những lời mày nói thì mày trả tiền tao cái giá bắt xe đò lên đây nha mày. Yên tâm đi. Mà khoan tao hỏi xíu được không? Cái gì? Lý do sao mày ăn trộm vậy? Ủa, ăn trộm phải có lý do hả? Làm gì mà có lý do? Tại nghèo được không? Hợp lý. Vô dọn đồ. Chào hai cậu. Tao nói chủ nhà đi vắng. Hai cậu chắc chủ vô nhà... đây làm chi vậy? Chắc chủ nhà thì, mới. Thì vô Huy, nhà nghỉ phải không? Ủa, ở đây nhà nghỉ hả? Sao cửa chính không vô mà chèo cửa sổ? Thì à, chèo cửa sổ cho nó khó. Nó khó, nó ló cái khôn. Nó ló cái khôn. Ủa, ở đây nhà nghỉ hả? Trước kia nó là ngôi biệt thự, tôi sang đây làm nhà nghỉ. Hai cậu thuê tiếng hay là qua đêm? Mày định ngủ với tao qua đêm hay tính tiếng? Tính tiếng đi chú. Mày tiện. À, 8 tiếng.
Vậy là qua đêm. Tôi sao cũng được. Nè chìa khóa. À phòng 104 là phải leo xuống lầu rồi. Ơi đi 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 đi, lầu 5. Ủa ai khoan nha, 104 mà lầu 5 là sao ta? Ừ, lầu 5 là nằm lâu, nằm lâu thì mới an nghỉ. À cái chữ nói lại đi 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 mà nè. Dạ cái chìa khóa tôi đưa cho cậu, phòng nào thì mở phòng đó, không được mở phòng khác. Vậy là nếu như mà tụi con lấy chìa khóa phòng này mở cửa mấy phòng khác thì không được. Để tao lắng nghe nè, giống như là ông biết mình ăn trộm, ông dặn thừa cái sao á. À, linh tính sao ta? À, thôi. Dạ, con cảm chưa. Ơn. Dạ sao nữa? Vô phòng. Dạ. Dạ. Nhớ mở đèn. Rồi nếu tụi con không có mở đèn thì không thấy đường. Dặn như không dặn á. Rước vải. Thôi mệt quá, đi. Còn chuyện nữa. Dạ, cái sao gì nữa? Chuyện này rất quan trọng. Vào phòng ngủ, nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya. Vậy mà nếu như mà tụi con thức khuya thì bệnh. Trời, ba má người ta dặn kỹ vậy trời. Trời, dặn với bác sĩ. Trời thần. Dạ. Xong chưa, đi nha. Đi ngủ. Tao thấy ông này ông sao mày. Tao thấy ông sao quá. Ừ. Kỳ quá lắm. Tôi sao? Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy hai người ngủ đứng như hai cậu. Ủa? Sao ông im đi rồi? Ông đi đâu rồi? Ây da, ui da, tao cũng thấy ông vậy. Hình như ông mụt á. Mày làm gì vậy? Thì ổng kêu đi ngủ, không có thức khuya mày không nghe à? Mày quên mục đích tao mày vô đây làm gì hả? Ăn trộm. Ăn trộm mày đi ngủ ai trộm? Bây giờ ổng đang thức mày ngủ đi, khi nào mà ổng ngủ rồi mình thức. Rồi mày ngủ rồi biết khi nào ổng ngủ? Ờ ha. Canh chừng. Canh cửa mày ngồi đây mà không canh thì mày cười vô mặt tao. Tôi cười nào? Mày mới cười tức thì. Không, cái con nhỏ đó vừa chạy qua đây cứ nó cười chứ phải tao. Nhỏ nào? Nó mới chạy đi á. Mày điên, đây là trên đồi, dưới kia là cái vực, con nhỏ nào lên đây cười được? Tào lao. Mày xạo. Gì nữa? Cái con đó là nó khóc chứ không phải cười. Khóc. Rõ ràng là nó chạy từ đây, nó cười. Trong con tao nó khóc ta. Có khóc có cười luôn kìa. Đi ngủ. Ê, ban anh đắp chung rồi. Mày có thấy hai thằng trai đắp chung cái mền thấy kỳ không? Chứ không có mền sao tao ngủ. Đi vô tủ tìm cái mền khác mà đắp. Hai đứa đắp chung trái còn đủ, thêm con này vô chắc đắp một cuộc tình quá. Gì vậy? Cái con khóc tao vô tủ rồi. Cái con cười của mày nó kiếm mày kìa. Cái gì nữa? Vui mặt nhỏ này vui chưa? Cái mặt nó kỳ thôi chứ là vui á. Hai cô là con ma gì mà kỳ cục vậy? Em xin tự giới thiệu, tụi em là bé ma. Miệng em hay cười nên gọi em là bé vui. Em luôn mở lúc hẹn em đi tới đi lui. Nếu mà anh ấy mê nhận em làm tiểu muội. Nhớ lúc còn sống em tên là bé buồn. Nghe tên buồn vậy thôi nhưng gặp anh là khó buồn. Hứa với em thật nhiều mà toàn hứa thua. Giờ nó tiếng nữa là em theo anh luôn. Hay quá. Thấy
ba đứa mày hợp ý lắm nha. Ở mấy năm sau đăng ký thi cùng nhau tỏa sáng đi. Ui, tao quán quân rồi thi chi nữa, hai bay đi đi. Hai hại mình thi đấm thức đam mê đi. Tao mới quán quân năm vừa rồi xong. Hai hại mình thi cười xuyên việt đi. Thành á quân rồi còn cưng nữa cưng. Ủa nói nhỏ cười được chạy. Cười trừ á. Ủa nói gì thua, nói gì thua. Mà khoan xíu đi. Hai đứa dễ thương vậy mà sao? Sao mất vậy? Là sao chắc sớm vậy? Đó là một câu chuyện buồn. Ê, ai mà khoan. Buồn để lúc khác kể đâu. Đang liên hệ. Nhưng mà có cười nữa. À, buồn cười. Chuyện là vậy nè. Ba em là ông kỹ sư tốt bụng, còn mẹ em là cô phụng hồ may mắn. Tí đi. Nghe quen nha. Cái này tao coi rồi nha. Nghe có coi luôn à. Coi rồi. Nhưng mà chuyện này nó khác. Chuyện khác. Ba mẹ em gặp và yêu nhau ở trong công trình. À, mối tình xây dựng. Trong quá trình xây dựng tình yêu, mẹ em tìm tòi được nhiều anh kỹ sư tốt bụng khác tốt bụng hơn ba em. Nhưng mà may mắn thay, ba em đã phát hiện ra điều đó. À, phát hiện ra, ghen tuông. Rồi bây giờ mâu thuẫn. Rồi thương tâm. Không. Sao vậy? Tại vì ba em là anh kỹ sư tốt bụng mà nên ba em đã tha thứ hết mọi lỗi lầm cho mẹ em. Người đàn ông rộng lượng. Sau đó ba em mới chăn hù. Bởi vì trong ngôn sống của ba em là quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Nani. Sau đó ba em tìm tòi được một số cô phụ hồ may mắn khác. Trời. Nhưng xui, mấy người đó không có may mắn bằng mẹ em. Bị mẹ em phát hiện ra. À, phụ nữ ghen. Ba trả thù nè. Mâu thuẫn là thương tâm. Đâu có thương tâm đâu anh. Ủa, tại vì mẹ em là một người hiểu chuyện nên quyết định tha thứ tất cả mọi lỗi lầm cho ba em. Hay quá. Phụ nữ bao dung. Sau khi trải qua tất cả những sóng gió, ba mẹ mới nhận ra một điều quan trọng rằng. Điều gì? Tất cả những sóng gió đó đều từ ba mẹ em mà ra. Sau đó ba mẹ quyết định cưới nhau và sinh ra hai đứa em hạnh phúc. Yeah. Khúc này mới buồn nè anh. Sau khi em được sinh ra thì em mới phát hiện ra rằng ba không phải là ba ruột của em. Trời. Con mẹ. Mẹ không phải là mẹ ruột của em. Trời. Khoan. Vậy sao hai đứa sinh đôi được vậy? Ai nói anh đem sinh đôi? Sao giống như Vy Trang vậy? Thì chị em. Chị em giống nhau được. Tôi mà giống nhau được, đúng rồi. Kể tiếp đi. Dạ hả? Như hai anh biết rồi đó. Không có biết. Sao biết được trời. Lại một sóng gió nữa ập đến gia đình của em. Sau khi sinh hai đứa em ra được một thời gian thì ba mẹ em mất. Sao mất? Mất vậy? Dạ mất. Kể từ đó hai đứa em trở thành trẻ mồ côi. Lúc này mới mất nè. Chưa có mất. Không có ai chăm sóc. Mất để mất. Chưa mất. Không có ai chia sẻ. Chắc chắn mất nè. Bộ anh nôn tụi em mất lắm hả? Hay hai anh muốn mất với tụi em luôn không? Kể đi. Tụi em không ai cho ăn cho uống, đói khát, mất. Ủa? Ủa tất cả chết đói hả? Chết đói à? Hai anh làm em nhớ ba mẹ em quá à. Hồi xưa lúc còn sống ba mẹ em thích ăn sầu riêng dữ lắm. Ê, nhắc tới sầu riêng thèm ăn sầu riêng quá. Đi ăn cơm tấm à? Gì vậy? Ê, tao mới coi cái tiết mục gì hề hước vãi. Tao phát hiện ra đây không phải hai con ma, đây là hai con điên. Giờ sao? Đi. Đi, không mở cửa ra, đóng cửa lại trời. Thằng này. Ở đây luôn đi. Sao mày không đóng cửa? Ai đây? Ai cậu làm gì vậy? Tôi dọn phòng mà. Là người. Người, con người, con người. Bây giờ cô dọn phòng, cô vô đây tụi con chi? Khổ quá à, ông chủ cũng khó lắm. Ông thích sạch sẽ, dơ chút xíu là ông la tôi liền à. Ông chủ tôi á, ông bị cái bệnh gì nè. Cái bệnh ô ăn quan. Gì vậy? Đó là trò chơi dân gian. Cái ô gì mà tiếng Anh đó. Ô tiếng Anh. À, OTB. Đó là cái ô gì nè. Ô gì OCD. Ô la. Ủa là sao? Ông la cũng hoài à. Sao la? Tại phòng dơ.
nên hai cậu thương tình nha, cho tôi dọn cái phòng này không ông đuổi tôi luôn á. Đuổi hả? Thương tình người ta đi. Cô làm đi. Dạ, cô dọn đi, tôi không chờ được. Hai cậu ra chỗ khác ngồi, tôi dọn cái giường. Ủa? Tôi dọn phòng mà. Để cái giường ở trong cái phòng. Hợp lý phải. Thua, nói vậy thua. Cô ơi, cho con hỏi sớm không dọn? Trễ không dọn, mắc gì cô dọn cái lúc mà tụi con đang ở ở đây vậy? Tại vì lúc còn sống á, dọn chưa xong nên tranh thủ lên đây dọn cho xong. Sợ nha. Vậy lúc này còn sống không? Còn. Vậy sao nói lúc còn sống? Ý là nói cái bà dọn phòng trước á, bà đang dọn xong cái bà lăn ra bà chích. Xong cái tôi lên đây á, tôi dọn ghế bà, hoàn thành tâm nguyện cho bà. À, tình đồng nghiệp. Rồi à, cô ơi, về đây làm lâu chưa? À, cũng mới thôi à, 49 ngày. Nhà mới cúng thất xong. Còn sống rồi, cúng thất gì ta? Nhà có người mất. Nhà có người mất. Ai mất? Ai mất? Tôi mất. Hai cậu. Dạ. Giường dọn xong rồi, lên nằm đi. Dạ tụi con không dám. Giường sạch sẽ rồi, lên nằm đi. Dạ tụi con không dám. Kêu lên nào. Dạ, để tụi con lên. Sao anh trộm vô cái nhà thiệt tình à? Trời ơi. Dạ sao? Má ơi, ai mà gõ muốn bung cái bản lề luôn vậy trời. Ai vậy? Tôi là chủ nhà nghỉ đây. Ủa? Ông chủ đâu rồi? Sao khuya rồi không chịu ngủ? Dạ nãy giờ tụi con bị quằn quá ngủ không được. Vậy thì ăn với tôi. Ăn gì giờ này ông chủ? Ăn khuya. Hay quá trời, có đồ ăn khuya. Ăn ra đỡ sợ. Ủa ông chủ đâu rồi? Tao mới đóng cửa đâu. Ông chủ đâu? Ông đi rồi. Chủ, có ăn sáng hay gì? Cái cửa nó hơi khó mở. Trời ơi. Dạ. Để đây luôn hả? Trên giường luôn hả ông chú? Để đây luôn hả ông chú? Rồi có cơm mình ăn luôn. Chị ngon dữ vậy? Giờ này mà ăn tịnh soạn quá ha. Đã. Đủ ba chén luôn kìa. Nè ăn. Đi. Ăn. Ngon á. Bò ngon rồi. Ủa, mình ăn khuya mà thắp nhang chi ông chủ? Hai cậu ăn cơm. Còn cái này tôi ăn. Ăn nhang. Vô nó 104 lầu 5 là nghi rồi. Ăn nhang thôi má ơi. Ăn nhang thì chạy đi. Má! Chạy từ chỗ lớp đi lẹ lên. Chậm vô. Sao xuống tới đây mà cái âm thanh nó còn vang vọng đâu đây vậy? Ê, nó càng ngày nó bao vây càng gần ấy. Đâu trên đầu. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ở đâu đây nè, tôi nghe nè. Mày chưa? Ai cài báo thức mày? Trời đất ơi, tắt đi. Đi ra. Trời ơi. Cái nghề của tụi mình nghe mấy cái tiếng này nguy hiểm lắm. Thì cái âm thanh nhạy cảm như sợ luôn. Ai mà khoan đi. Ba hai đứa mình nè. Là ăn trộm. Sợ tiếng này đúng rồi. Cái mắt mới gì, ba con ma cũng sợ tiếng này ta. Ba, tụi bay bước ra đây liền. Đi tới số tụi bay rồi. Bước ra. Bước ra liền. Bày ra đây, đi ra đây. Trời đất ơi. Bày đặt làm mấy cái mật thất trong nhà đi trốn ra ha. Thôi khỏi diện nữa, đủ thời lượng rồi, khỏi diện nữa. Sao? Tại sao giả ma giả quỷ ở đây? Tụi tôi vô trong căn nhà này á, không có cái gì gọi là suy nghĩ ác độc hết trơn á. Chỉ là muốn chiếm căn nhà này thôi. Mày nhẹ chưa? Mày tốt chưa? Tụi tôi chiếm mà nói nhẹ tin nè. Nếu mà không nhờ tụi tao vô tình vô đây ăn trộm thì làm sao biết được âm mưu của ba đứa bay? Ăn trộm. Thôi, coi như anh em tứ hải giai huynh đệ. Đúng.
Bây giờ còn đứa đồng bọn nó kêu đây đi. Đâu có ai đâu. Kêu cái con ma đó đi. Con ma đó đó. Con ma. Con ma. Biết ma nào không? Không. Vậy là đi vắng mà. Ủa đi vắng chứ đâu có đi luôn. Ủa giờ đây nào, báo ai chưa? Báo rồi. Báo ai? Báo chánh quyền. À, có đăng ký tạm trú tạm vắng đầy đủ. Ừ. Tao để báo với chính quyền cho tụi bay tạm vắng trong cái xã hội này một thời gian dài rồi đó. Ủa, là sao nữa? Hả? Báo thất bại, báo thất bại ai trả nè. Này không phải tiếng điện thoại đâu. Chứ tiếng gì? Chính quyền tới thiệt đó. Hả? Chi vậy? Hốt tụi bay. Trời ơi, trời lòng lòng tuy thơ bỏ hết. Loa đây, loa 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 đây, loa đây. Có chăng à. Trời đất ơi, tôi mới giỡn thôi đó. Đi ra đây. Sắp tới giờ tới lễ cho chằng. Đêm qua do nhà họ Lý đảm nhiệm. Ai có việc thì làm cho lẹ, ai không có việc thì về nhà sớm. Nhớ khóa cửa tắt đèn, đóng đèn đi ngủ. Còn ai đang ngồi coi kịch thì ngồi đó mà coi. Nhớ vỗ tay. Trời ơi, mỗi năm nha là làng mình phải cử một người đi canh miếu chằng. Nói canh vậy thôi chứ thực ra là cho con chằng ăn thịt. Tôi nghĩ là lần này con bà Lý chết chắc. Chết rồi chứ chết chắc cái gì nữa. Mà rốt cuộc là nhà họ Lý nào? Trời ơi, à, nhà họ Lý là nhà của hai mẹ con bán rượu lậu đó. À, Lý Thông. Ê! Hey, Thông xin chào cả nhà. Hôm nay Thông xin giới thiệu với cả nhà rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây. Hey, cả nhà chỉ cần mỗi ngày uống vào một lóng tay như thế này đây. Làm giới uống vào thì cường dương bổ khỏe, mà lữ giới uống vào sức khỏe tràn trề. Uống một giọt xinh đẹp đầm thắm, hai giọt ai cũng ngắm nhìn. Yeah, nè nè. Trời ơi, uống rượu mà làm như là xài kem trộn, uống cái đẹp liền trời. Ê, cái con bán kem sọt bất lộn sọt nha. Tao nói cho mày biết, mày biết 1 mà không biết 2, biết 3 mà không biết 4, biết 5 mà không biết 6, biết 7 mà không biết 8, biết 9 mà không biết 10, biết người mà không biết ta, biết xa mà không biết gần, biết mình mà không biết hưởng, ngu không thể tưởng. Thôi đừng có chửi nó, đỡ tiền ăn còn không có nữa đó, đâu tiền mua rượu uống. Còn mày nữa, thế mày không nghe người ta nói à? Rượu từ gạo mà ra, ta đây uống rượu như là ăn cơm. Thôi đi anh ơi, trời trời, rượu nhà anh là rượu pha xăng, pha dầu, rượu gì đâu mà. Mày ơi, ôi trời, dẫn tao đi làm kiếm đi. Trời ơi, tao nói cho mày biết nha. Nó mày nghe... đồng với ai được chứ đừng đồng với rượu nhà tao nha. Ê mày ơi, sao ông Lý Thông nó hung dữ quá vậy? Trời trời, mày chưa gặp mẹ nó đó, gặp mẹ nó mẹ dữ hơn á trời. Đây, này, này, tao cấm cấm nha. Cấm nhắc tới mẹ của tao. Bà ấy chưa thác mà thiên lắm. Ai vừa nhắc đến em đây? Ôi ra đâu kìa. Dạ mẹ à. Vâng, lần đầu tiên mẹ của Lý Thông xin gửi lời chào trân trọng và lòng nhiệt nhất đến tất cả bà con có mặt hôm nay ạ. Ôi con của mẹ. Ờ mẹ của con. Hôm nay con xinh quá. Hôm nay mẹ đẹp quá. Hôm nay con xinh ghê. Hôm nay mẹ xinh ghê. Hôm nay con đẹp thật. Hôm nay mẹ đẹp thật. Tới mai luôn á. Chị bảo mai con vẫn đẹp. Tới mai mẹ vẫn xinh. Hết kịch. Hết kịch, mẹ con ta vẫn xinh. Mẹ con ta đẹp trường tồn.
xấu lắm mà sao bà này còn trẻ quá kìa. Eo ơi, nhầm to nha. Ủa sao vậy? Mẹ tôi nhìn bề ngoài sáng láng mà nội thất trắng trường. Tấm đi mà. Thôi con ạ. Dạ. Sao trước mặt nhiều người con dìm mẹ thế con? Eo ơi, mẹ điều vừa thôi. Thân hình mẹ như thế làm sao con dìm cho được. Dạ đây. Dạ con. Anh chị thấy đấy, con em xinh thế đấy, đẹp thế đấy, chứ mà phải giật sập hết cái mặt của nó xây lại đấy mới được như thế. Trời ơi, bởi vì nghi lắm mà. Mấy cái người đóng vai ác á là phải xấu dữ lắm. Lý Thông này nó đi sửa bởi vì nó mới đẹp được như thế. Đó là đó tao. Mày đố kỵ à? Mày. Mẹ ơi ra số ký này. Có cần đây. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Chào cân. Rất hân hạnh được đón tiếp mẹ Lý Thông. Chiều cao 1m60 nhâm, nặng 201kg, thân hình hơi thừa cân một tí. Này, cái chị Google kia, mày có tin tao tát một phát là mày tan nát không hả? Ai thừa cân? Em hơi nhầm một tí, mẹ Lý Thông thân hình như ý. À hi hi, đồ. Đồ gì? Như ý. Ai đấy, 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 là thế mới được. Tao chấp hết tụi mày đấy. Không lẽ mình đây. Lên đi, lên đi. Một con làm chẳng nên non, ba con chụp lại vẫn còn thiếu cân. Trời ơi, cái con gì đó mà. Trời ơi, nịnh hả mày? Này mày nói cho tụi nó biết đi. Không nịnh bị đập sao? À hi hi, đồ ngốc. Ủa anh ơi, em nghe nói là sắp tới đây á, gia đình anh đi canh miếu chằn á, sao giờ này anh còn ở đây vậy? Tao nói cho mày biết nhá, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, chuyện đấy là mẹ con tao tự giải quyết, thắng hay cho bố nhờ. Cút đây nè. Gì? Việc mẹ bảo mày, mày làm đến đâu rồi? Em ơi, con làm hết rồi mẹ. Một tay con lo đấy. Thằng thầy xanh, mặt nó thông minh, ôi ơi, mặt nó đẹp này, nhưng mà nó đần mẹ. Con nói một câu là nó làm phăng phắc. Không tin à? Không. Thạch xanh. Dạ. Ê, rồi. Mày giết anh à mày à? Dạ mẹ, em đang chạy ngủi. Không sao, không sao. Này, này, này. Nói thật với em nhá, là hôm nay là đến phiên nhà chúng ta là canh miếu chàng. Nhưng mà anh phải bận đi giao rượu, gia truyền nhà Lý Thông như thế lại đây. Nên không có đi canh được. Em thay anh nhá. Anh mà không đi giao rượu á, là không có tiền mà lo tham thuốc cho mẹ già đau ốm. Ốm đấy mẹ. Đấy, ốm lặng lắm em ạ. Em ơi giúp anh nhá. Dạ vậy thì anh cứ ở nhà đi. Để em đi canh miếu chặn cho. Anh nhớ lo cho mẹ nha. Như thế thì tốt quá. Dạ. Em đi đi em. Dạ em đi nha. Đi đi em. Thạch xanh con. Dạ. Trước khi đi, con cho mẹ ôm con một cái nào. Dạ được. Ôi. Mẹ ơi, ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Đi đi em ơi, đi đi em ơi. Con đi nha mẹ. Con đi nha. Mẹ con đi. Đi, đi. Em đi nha. Đi đi em. Ê, đi đi nha. Con chàng nó đang chờ em đấy. Ôi trời ơi mẹ ơi. Thằng Thạch Xanh. Sao mẹ? Nó khôi ngô tuấn tú. Ôi Thạch Xanh ơi, chàng chết với tôi à. Con khỉ. Heo ơi, người ta dùng cây nhát khỉ. Mẹ tôi dùng cây, chết luôn con khỉ. Ê, mẹ ơi, nó vẫn còn ngáp ngáp này. Em ơi, thôi mày chết luôn đi. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe này. Đi đây. Mình già rồi, mình ước mơ cái gì cho nó đàng hoàng tí. Ước mơ gì ước mơ, lấy máy bay đi. Ôi, ít ra mẹ mày già mà còn có ước mơ, còn hơn mày. Còn thế nào? Thanh niên dai dáng mà chả có ước mơ nào. Ai bảo? Nói cho mẹ biết nha, con cũng có giấc mơ đấy. Khi nào? Đêm qua này, con vừa nằm mơ. Trong giấc mơ của con, eo ơi, con là một siêu anh hùng. Con vào hang chẳng, con giết chẳng, con cứu công chúa mẹ. Ôi thế á? Nhưng mà con khi con vừa bước vào ấy, cái điều con thấy đầu tiên là gì con? Là công chúa nhậu như một con điên. Vui quá.
công chúa đâu? Ta nè. Lấy gì làm tin? Ta là công chúa. Ta tin rồi. Gì vậy? Thôi ta không về đâu. Ui, này, tôi vào đây là cứu công chúa, không về là sao? Thôi ở đây vui hơn à. Ở hoàng cung á, ta không có được bay nhảy. Ở đây ta tha hồ bay nhảy, tha hồ quậy phá. Eo ơi, con chàng nó về đây nó môi ruột bây giờ. Chàng thương ta lắm, ta muốn cái gì chàng cũng mua cho ta hết á. Này, không khéo là ưng nó luôn đi, rồi làm cái mâm cỗ đó là ra mắt quan viên hay họ. Chưa có chịu, ta chưa có chịu chàng. Ủa là sao? Tại vì á, ta vẫn chưa xác định được giới tính của chàng. Nó là thế nào? Nó mơ hồ lắm. 246 á, thì nó là chàng trai năm ấy. Còn 357 á, thì nó là cô gái đến từ hôm qua. Thế còn chủ nhật? Lạc giới. Cuộc đời nó như ba cuốn phim buồn đấy à. Em ơi, thế là hoang mang quá. Hoang mang. Thế bây giờ mình làm như thế nào nhỉ? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay chủ nhật. Em ơi, thế là lạc giới à? Ừ, làm sao? Ôi, chăng về, chăng về. Chăng về, làm sao suy nghĩ đi. Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật. Lạc giới. Lạc giới. Hân sâu hồn bướm. Ừ. Biết rồi. Sao? Đây, đây, đây. Bây giờ công chúa cho con mượn áo đi. Này. Mượn áo hả? Rồi. Mọi chuyện cứ để thần lo nha. Công chúa, ta về rồi nè. Công chúa đâu rồi? Công chúa, trời ơi, công chúa đó, trời ơi, cứu. Có hai đáp án. A, chàng nhớ công chúa. B, công chúa nhớ chàng. Ê ê, ví dụ có đáp án C được không? Đáp án C là gì? Là Thí Dân nhớ Thí Kiều á. Ta chọn C. Trời, biết ngay mà. Sao hôm nay cứ lấy cái tay che che cái mặt hoài vậy? Hôm nay em bị nổi mụn, em mắc tự tin. Ủa, bị nổi mụn? Dạ. Bị nổi mụn là phải ăn trái cây mát. Ăn gì vậy chàng? Sầu riêng nè, cái giải, nhãn. Còn cái nào mát hơn không? Món cuối cực mát. Món gì vậy? Lẩu Thái. Thái? Em không chịu hấp lẩu Thái đâu. Trời ơi, không chịu. Ú, sao hôm nay cái tai của nàng to thế? Tai của em to để nghe giọng chàng rõ hơn á. Tôi nói cánh tai đó bà. Không nói rõ gì hết trơn. Tay dài hả? Tay dài để người ta nựng chằng á. Tôi nhận là nựng ta luôn hả? Trời ơi, dế con nựng cái nữa nè. Anh nhận ta nữa thì trời. Nựng cái nữa nè. Nựng nữa luôn kìa. Nựng cái nữa nè. Anh nhận luôn kìa. Đau như vậy? Đến đâu có làm tới hả? Ăn thịt ta luôn đi. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Sao hôm nay người nàng nghe mùi rượu? Thiếp pha rượu đi, đãi chàng á. Vậy hả? Đúng rồi. Rượu, rượu gì vậy? Người đâu, lấy rượu. Rượu gì vậy? Dạ có hai loại rượu, đó là rượu 92, cái rượu 95. Trời ơi, đâu có rượu nào? Rượu mà như xăng vậy. Trời, vậy đó nó mới mạnh mẽ. Rồi rồi rồi, 92 là rượu gì? Rượu 92 là do ông Chính với bà Hai nấu á. Vậy là tao biết rồi. Rượu 95 là do ông Chính với bà Nam nấu nè. Bậy rồi. Rượu 95 là nấu năm 1995 á. Vậy hả? Thôi bỏ nó qua luôn đi. Dạ. Ta muốn uống rượu. Dạ, uống cái nào nè? Ta muốn uống rượu pha nè. Trời ơi, mạnh dữ. Thôi được rồi, thích thì chiều. Quay quay mặt bên kia đi. Đã không chàng? Ta rất còn tỉnh. Quỷ à. Ê, tỉnh đi, tỉnh đi. Tỉnh dậy. Công chúa ơi,
Về 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 đi về về về. Đứng lại Lý Thông. Ừ, dạ 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 Lý Thông gì đâu đây? Này cái công chúa là anh Lý Thông. Ngươi tưởng qua mặt được ta hả? Ta bắt công chúa là để ngươi vô đây. Ta sẽ giết ngươi. Làm cái gì mà giết ta? Nhớ năm xưa, ngươi bán rượu cho một người lái xe bò mà ổng không uống. Ổng cho con bò ổng uống. Thế là con bò sai, nó chạy với vận tốc 200 km/h, đã tông chết vợ của ta là Trần Thị Tinh trên đường cao tốc. Eo ơi, thế phục anh năm xưa là vợ của ngươi à? Đúng, hôm nay ngươi phải chết. Xem đây, các con xuất chiến. Lên đi. Đánh đi. Đánh nè, chạy, 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 chạy. Ừ. Đánh nó con, nhào luôn. Đánh nè. Xin hãy giết tôi đi, đừng làm hại các con của tôi. Này, tại sao ngươi không xin là ta tha mạng luôn? Giết cái gì? Tại vì Lý Thông ác. Mà Lý Thông ác là phải giết. Eo ơi, cái này là xưa lắm rồi. Lý Thông bây giờ không còn là Lý Thông ngày xưa nữa. À? Lý Thông bây giờ xây cầu, đào đường, lắp giếng, ăn chay 1 tháng 15 ngày. Cho nên tao quyết định tha mạng cho ngươi và các con của ngươi. Nhưng ngươi phải trả công chúa lại cho ta. Dạ 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 dạ. Công chúa mau ra đây đi công chúa. Ba nè, Lý Thông. Công chúa. Giết chàng được rồi hả? Ta thu phục được chàng rồi. Ôi. Bây giờ mình về cung thôi. Về cung thôi. Ê, các con đưa công chúa về cung. Mẹ thấy con trong giấc mơ như thế nào? Thông ơi, trong giấc mơ con anh hùng lắm con ạ. Ê. Con dũng cảm lắm con ạ. Vâng. Con cứ như soái ca ấy. Bây giờ con sẽ đi thực hiện giấc mơ của mình. Con sẽ chém chàng. Con sẽ cứu công chúa. Con sẽ là phò mã. Con đi đây. Tôi giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Bà con ơi, tôi giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Thái Sinh, anh Lý Thông, em giết được chàng Tinh rồi. Em đã cứu được công chúa. Vậy có nghĩa là em sẽ trở thành phò mã. Anh yên tâm đi, khi mà em trở thành phò mã, em sẽ cố gắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con và sẽ lo cho gia đình chúng ta tốt hơn. Anh cầm giùm em. Bây giờ em phải lên kinh liền. Em đi nha, con đi nha mẹ.
chết giấc mơ của con. Con không cho ai làm điều đấy. Con Lý Thông mới chính là phò má. Con mới chính là phò má. Lý Thông, Lý Thông, Lý Thông. Nhưng còn là Trăn thì sao? Chính nó, nó là người đã nuôi con chàng này. Nó phải đáng tội chết. Tôi Lý Thông chính thức sẽ làm phò má. Và xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Thái đã hoàn thành xong phần thi của mình với tiết mục Thạch Sanh Ngoại Truyện. Để làm một cái nhân vật phản diện nó rất là khó. Để mà có cái tiết tấu tốt như vậy thì tụi em tập rất là nhiều. Và thể lực em phải rất là tốt. Tại vì em đấu với lại ba cái con lân kia không phải là chuyện bình thường để một người lên sân khấu. Nhưng mà chị nghĩ là em hơi bị tham. Cái kịch Bắc thì nó nhấn vào ngôn ngữ hơn và nó hơi vẽ kiêu sa và mờ hơn, nó chậm rãi. Còn kịch miền Nam của mình á, nó hơi gọi là tiết tấu hơn, văn từ nhanh gọn hơn. Thì em dùng cái tiếng Bắc ở trong đây nó hơi khó cho em á, là quá nhanh và quá tham hay sử dụng những miếng lặt vặt, nó chả dính gì tới cái con Trần và Lý Thông. Cho nên hãy cẩn thận, lúc nào chị cũng nói với Phát là em là cái người tố chất nhất ở trong cái nhóm triển vọng. Nhưng mà càng ngày càng tham thì làm cho tiết mục mình nó bị giãn cái tiết tấu ra. Khi giãn tiết tấu em lấy lại rất là khó. Và chị sợ cái mà cái cốt truyện cũ là cầm cái đầu con Trần về rồi hô hào. Đó, chị sợ cái đó. Thì em lại giải quyết cái chỗ này chị chưa có đã lắm. Anh thì rất thích em diễn. Cảm ơn. Nhưng mà mỗi một cái vai đọc một cái vai về phản diện thì nó có một cái nét riêng của nó, không có cái vai nào mà giống vai nào hết, nhưng mà tùy theo cách của người diễn viên nó diễn thôi. Em thì diễn tốt nhưng mà cái này pha hài ít quá, nó cái những cái hài chưa có chặt được, chứ có những cái xung quanh nó bị làm phụ nhiều quá, nó bị rời rạc đi. Nếu em muốn làm cái chuyện này thì phải nghiên cứu lại cái vai Lý Thông, nó phải đậm nét hơn chút xíu. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Bảo Trung ạ. Nghệ sĩ Bảo Trung thì thích thí sinh Tấn Phát diễn. Em cũng thích thí sinh Tấn Phát diễn. Mà ngoài thí sinh Tấn Phát ra, em còn thích nghệ sĩ Bảo Trung diễn. Dạ, đã lâu lắm rồi, từ thời xa xưa. Em có coi những cái băng đĩa của anh. Dạ, mỗi lần mà bỏ vô mà bấm nút một cái là Bảo Trung, Bảo Trung, Bảo Trung cười. Dạ. Để anh nói về cái tiếng cười đó. Dạ. Ngày xưa anh lên từ dây phản diện. Dạ. Anh hát cho em trưởng ấp mà ông ác ôn. Nhưng mà anh nhờ cái vai đó mà anh lên, tại vì anh cười hế 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 đó. Cái tiếng cười đó mới đang sâu vào lòng người ta đó. Tại sao lại anh lại nghĩ cái tiếng cười đó? Nó tại vì mình dê. Nhiều người ta dê, người ta không có cười. Còn thí dụ như anh gặp em vuốt rồi nó cười hế 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 là đạo lộ. Qua thu rụng, quét hoài cũng rụng. Quét mãi nó cũng rụng. Quét miếng nó cũng rụng. Quét hoài nó cứ sạch sành xanh, sạch sành xanh, nó là sạch sành xanh, sạch sành xanh. Ôi! Dạ con chào bà. Nè. Dạ. Đầu năm đầu tháng hay chưa? Dạ. Mày làm ơn làm phước mà đừng có nói cái chữ gì mà sạch sành xanh hay chưa, tôi kỹ hay chưa? Dạ bẩm bà. Ai cho quét nhà? Dạ. Ai cho quét nhà? Dạ thưa bà, thì lúc nào bà cũng muốn là nhà cửa của mình phải sạch sẽ, sạch sành xanh mà bà. Nữa. Mày làm ơn mày bỏ cái chữ đó, anh cho tao đi kia chưa? Sao vậy bà? Đó đó là đầu năm đầu tháng, làm ơn kiên cử giùm cho con đi. Giả lại là không được quét, mày quét cái kiểu này là tài lộc của tao như nó ra hết, mày hiểu chưa? Trời ơi, phải chi ngày nào bà cũng kiên như vậy thì đỡ cho con qua. Thì tao hỏi mướn mày luôn. Dạ. Tao không hiểu làm sao á, mày chồng tao rước mày từ dưới quê rước lên để... Mày quay qua tao coi cái mé. Dạ. Bông ở đâu mà thấy quen quá vậy? Dạ bẩm bà, sự thật thì trước khi con dâng bông cho ông thần tài và ông địa, con có lén bứt dài cành. Dạ. Trời đất ơi, bông tao chưa cúng mày lé mày gắn lên đầu của mày rồi à. Một lát làm ơn gỡ xuống cắm lại bàn thờ cho tôi nghe chưa? Dạ. Ăn mặc kiểu mà kỳ lạ vậy? Tết mà bà phải cho con áo dài chứ. Đâu mà có áo dài này? Dạ áo dài của bà đó. Đeo bông đâu mà có?
Dạ, cái bông này là tiền lương tháng trước con mới xin ứng của ba đó. Dạ, hèn chi. Chưa tới tháng là đòi xin ứng lương, chưa tới tháng là xin ứng lương. Dạ. Trời ơi, đầu năm đầu tháng tím rim vậy đó hà. Mày, tao cấm mày nghe, không có ứng lương nghe chưa. Mày đứng ở làm gì? Dạ chứ con làm gì bà. Mày hồi nãy giờ mày quét bao nhiêu rác, bây giờ mày lùa lại mày đem đi nhà hết cho tao. Ý là bà muốn xả rác này nhà mình đó hả? Đúng 3 ngày tới cho tao. Dạ con sẽ chiều theo ý bà. Hey. Trời ơi ông thần tài ơi. Con cầu xin cho trúng vé số độc đắc, sắm căn nhà đủ mén đi. Trời ơi, bét. Mày dạ. Làm cái gì vậy? Dạ thì con làm theo lời bà mà. Bà nói là phải có nhiều rác trong nhà thì mới có nhiều tài lộc. Con đang rải tài lộc lên đầu bà đó. Con rải nữa nha. Mày rải cẩu trà lên đầu tao thì có. Dạ. Đi đi. Bà khó khăn với con quá hà. Bởi tao nói cái phận người ăn kẻ ở mà. Giàu quá mà ác quá. Có chừng thất đức đó. Thiệt tình khùng hết biết nha. Nghĩ sao mà cái chồng mình rước nó tự dưới quê lên. Báo không chứ làm gì. Ông à, đang thay đồ. Làm gì chồng vậy, lẹ lên đi. Thay đồ. Vụ gì? Mùng 1 Tết mà kêu làm gì? Kêu ông ra để mà sửa soạn đó ông thần tài. Ủa bộ tính đi đâu vậy? Đi theo mấy bạn quýnh sạp xám chơi. Cái gì? Đầu năm đầu tháng ông đi đánh bài rồi hả? Trời ơi, đầu năm đầu tháng quýnh một bàn bài mà thắng là thắng một năm. Thôi đi, dẹp đi. Tối ngày cờ bạc, ông nghe người ta nói hả, cờ bạc là bác thằng bần. Làm ơn ở nhà cho tôi, đón ông thằng tài tới. Bà làm như bà hay lắm, bà mua giấy số, bà đánh số đề. Còn đi mau hơn tôi luôn. Ê, nói số đề mới nhớ. Qua nằm mơ. Thấy gì? Thấy tự nhiên thấy tôi lội nước á. Người ta thường thường nói là lội nước là lội tiền phải không? Đâu ông giải giùm tôi coi, lát tôi quất con số đề coi. Bà lội xuôi hay lội ngược? Nước á thì nó xuôi mà tôi lội ngược á. Lội ngược lên non có nghĩa là rồi xăm. Sao? Bà chuẩn bị lên núi rồi đó. Lên núi làm gì? Thì lên núi thì trốn nợ chứ làm gì. Trời ơi. Xui, bỏ xui. Làm ơn làm phước đầu năm đầu tháng được nói mấy cái chữ đó giùm tôi cái được không? Chứ bà đánh số đề hoài mà xong trốn nợ được. Ủa? Thì tôi đánh ít thôi còn hơn ông. Ông đánh bài có bao giờ thấy ông đem tiền về không? Trời ơi, tôi quýnh bài với mấy thằng bạn tôi, chuyện quýnh chơi chi đâu có nhiêu đâu. Tôi không nói nhiều, ở nhà để đó ông thằng tài tới. Bởi vậy? Nhà. Dạ con lại ông thằng tài. Vàng bạc con đã cúng ông thần tài hết đầy đủ luôn rồi đó. Đây nè, cục nào cũng đấy nặng ký ghê lắm. Tiền cũng có nữa. Đây mấy tờ giấy số của con nè. Dạ, con ước mơ không nhiều, ước mơ nhỏ nhoi đơn giản thôi. Đây nè, 30 tờ giấy số của con. Cho con trúng độc đắc đủ 30 tờ nghe. Dạ, dạ. Tham dữ quá bà ơi. Nói nghe nè, tôi ngủ chút rồi, tối tôi mới về tới cái kêu rồi. Ở đây, ngồi vậy. Thần tài đi ngang qua thấy ông nằm ngủ vậy á, ông thần tài bỏ đi luôn làm sao? Dạ. Chứ tối giờ có tới ngủ liền giờ đó. Tối giờ chưa ngủ miếng nào hết đó. Đứa nào mở nhà chị? Trời ơi tắt nhà rồi. Tắt nhà chung cái con trời nó mệt ghê luôn á. Thiên tăng tới nguyệt, miên tăng thọ, xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường, cùng chúc tân xuân nha. Ai ạ? Ừ? Bạn bà hả? Bạn tôi đâu rồi, vừa mặc đồ ngộ vậy? Cái gì? Ủa, ông ai? Ngươi không nhận ta là ai à? Quen hả? Sa tăng. Cái gì? Đeo mấy cái cục này là giống sa tăng. Sa tăng gì mà có mấy cái này ông nội ơi, khổ quá. Nhìn kỹ lại coi. Thần tài. Ông là thần tài điện hả? Trời đất ơi, thần ngồi xuống thần. Bởi con dòm là con nghi liền. Ủa mà nói nghe nè, mấy năm trước thần tài mặc áo đỏ, năm nay thần tài sao mặc áo vàng?
đổi màu hôm bữa đi. Thay đổi màu có gì đâu mà lạ. Miễn là phải là thần tài không? Không, ta không phải là thần tài. Thần tài hả? Vậy ông uống nước gì ông nói đi. Rồi ông coi rồi đó, cái bàn thờ của ông hãy cho con cúng đầy đủ hết đó. Bây giờ nha, ông uống nước gì á, rồi con sẽ rót nước cho ông uống. Nhớ chiều nay cho con chúng độc đắc nha. Con mà chúng độc đắc hả, thần tài muốn cái gì cũng được hết á. Giờ ông uống nước gì? Ở nhà có cái gì nói ta nghe. À, có rượu nè, bia nè, bánh ngọt nè, rồi nước suối nè, trà đá nè. Thần muốn uống cái gì con đưa liền á. Thôi. Cái gì? Bánh tét. Bánh tét ăn không được đâu. Ăn vô nó bị tét cái miệng sao. Thôi thần tài không biết ăn đó. Dạ uống cái gì? Cho tao uống nước suối thôi. À nha. Mẹ ơi lấy chai nước suối mẹ ơi. Rượu tao uống nhiều rồi. Mà dạ. Thôi khỏi đi. Khỏi luôn hả? Tao uống xong rồi. Mẹ ơi dạ. Khỏi mẹ ơi. À khỏi ha. Dạ. Không uống rồi mẹ ơi. Để tôi chạy vô tôi coi coi có cái gì đem ra cho thần tài nha. Nhìn con mắt thâm quầng. Yeah. Hơi thở dồn dập. Yeah. Mới thua bài đúng không? Không có thua mà lỗ vốn. Lỗ vốn. Lỗ vốn là thua chứ còn gì nữa. Dạ thua thua hết rồi còn lại lỗ vốn còn mớ. Còn mớ. Dạ yeah. Để dành. Dạ yeah. Để từ từ thua nữa. Đúng rồi. Cũng rảnh quá. Buồn ngủ quá. Hả? Buổi sáng đêm buồn ngủ quá. Cái gương mặt của ngươi thì ngủ hay thức thì cũng nguy trang. Dạ. Dạ nên vì thế cho nên vô quýnh bài với mấy thằng bạn nó lừa hoài à. Vậy sao? Nó tưởng tôi ngủ nó lừa ai ngờ tôi còn thức. Vợ dạ, đâu rồi? Trời dạ. Đất ơi. Cúng nhiều dữ anh. Cúng dữ vậy? Bây giờ ông cho con trúng số đi. Con đốt kìa. Đốt ông cũng còn trái nữa mà. À ông khoan. Dạ. Ngồi dạ. Xuống đây nói chuyện chút đã. Dạ ông thần tài. Nói cho bà nghe. Dạ. Chồng của bà hiện giờ tôi biết là mới vừa thua 10 triệu. Cái gì? Ê, lỗ vốn chút thôi, có gì đâu tôi ông này nhiều chuyện ơi. Tôi có nhiều chuyện. Tôi lỗ vốn nhiều chuyện. Ta là thần, thì ta có chuyện gì ta phải nói, ha không? Ta còn biết trong người ổng bây giờ còn đang giấu 50 triệu trong người. Cái gì? Ông làm nhiều chuyện hiểu rồi. Hiểu không tao, chứ chứ vô ăn giữ 49 triệu à. Ông xài 1 triệu rồi. Hả? Hả? Ông giữ tiền đi đánh bài hả? Đi với mấy bạn cái vui. Trời ơi là trời. Hồi đó giờ ngươi đánh có bây giờ ngươi thắng bây giờ chưa? Thắng thua bình thường. Ha ha, tao nói cho ngươi biết. Mỗi lần ngươi thua đó là không nói. Nhưng mà ngươi thắng đó là những cái con bạc nó chỉ tung cái tuyệt chiêu ra để nó dụ ngươi đánh tiếp thôi. Hiểu chưa? Dạ. Ông nghe thần tài nói không? Hả? Rồi. Cờ bạc có bao giờ ông thắng không? Ông đem tiền đem bạc ra ngoài đường á. Ông đổ tiền vô cho tụi nó ăn. Ông thấy chưa? Rồi biết rồi mà. Ta đã nói rồi, ta không phải là thần tài. Ông bà cứ nói tao thần tài hoài vậy. Chứ ông là ai? Nhìn thì không biết hả? Ta là thần cờ bạc. Cái gì? Hả? Cái gì? Ông nói ông thần gì? Thần cờ bạc. Giờ đến đây làm gì? Là ví dụ như ông đi chung tôi là tôi đánh đâu là thắng đó phải không? Cũng tùy. Ô, hơi xui. Vậy giờ tôi cổng ông đi theo tôi lên mấy bạn quýnh bữa thôi. Cổng nổi không mà cổng. Tôi kệ cũng ráng lết đi. Ông đánh cái gì nữa hả? Trời đất ơi thua bao nhiêu tiền rồi bây giờ tính bán nhà luôn hay sao? Bà ngu quá. Có ông thần tài ông này đi theo quýnh là ăn. Đừng có cãi gì hết. Nói cho hai người biết. Thật ra đó, hai người có biết tại sao ta ăn mặc như vậy hay không? Tại sao? Thường thường thần bài là ăn mặc không có sang trọng. Yeah. Đâu có nhiều vàng dòng đeo như vậy đâu. Mà chỉ cũng nhờ các người hết. Hồi xưa đó, người ta đánh bài, người ta chỉ đánh vài đồng lẻ thôi. Yeah. Thấy không? Còn bây giờ á, ví dụ vợ chồng ngươi nè, đánh lớn, thấy không? Nhiều khi đánh cả nhà, cửa, ruộng đất luôn. Nhờ vậy mà ta tiền thu nhập ta tăng gấp bội. Cho nên ta mới có tiền ăn mặc sang trọng như nhưng vậy. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi đánh bài hết á. À, bà không đánh bài. Nhưng mà mê đề đóm thì cũng vậy. Thấy chưa? Ta không ngại nói cho hai người biết. Hồi nãy ta vô đây đó là không phải ta chúc mừng gì đâu. Ta vô ta nói chúc mừng là lịch sự thôi. Thật ra ta muốn thăm cái nhà này để coi bây mốt cái người bán ta có cần sửa chữa gì không đó mà. Cái gì? Ừ? Ý ông nói ông là ông vô đây để mai mốt là vợ chồng tôi bán nhà vì gì bà ba cờ bạc vậy hả? Bà đừng có cãi. Thần tài đã cho ông bà cơ hội có tiền bán đất, mua nhà, mua cửa, xây tạo dựng tự nghiệp, sự nghiệp như vậy. Vậy mà ông bà mùi chồng á thì cờ bạc, vợ thì đề đốm, thì làm sao mà còn tiền bạc trong tương lai, thấy chưa? Sớm muộn gì nhà này cũng thuộc về ta thôi. Nói hết chưa? Đó, bà thấy không? Ông nói hết chưa? Bà thấy không? Nói hết rồi. Mén! Mén nào? Mén!
Đây có thằng mén sao? Mày xách cỏ trà ra đây. Cỏ trà là cái gì? Quét sạch rác cho tao. Kẹp cái chổi gì vậy? Dạ, tại con sợ nhà dơ cho nên phải kẹp cái chổi đi như vậy. Hay lắm. Ủa, bà ơi, chưa Tết mà lân sư rồng vô nhà mình sớm vậy bà? Mày nhìn sao mà ra lân sư rồng vậy mày? Cờ bạc á, quét sạch cho tao. Quét đi hả bà? Để cho con. Khoan, mén con. Ủa sao biết tên luôn hay vậy? Ta là thần mà, cái gì ta lại không biết. Ủa thần gì? Ta còn biết chồng con tên gì nữa mà. Trời ơi, thần lầy quá vậy thần. Dạ. Dạ. Con có muốn chơi cờ bạc với ông không? Chơi dễ thôi. Bún thung ăn tiền. Ăn nhiêu thần? Bây giờ nếu mà con thắng, dạ, thì ta sẽ đưa cho con 50 ngàn. Hả? Còn nếu con thua, con chỉ đưa cho ông 5 ngàn thôi. Trời ơi, cái kèo gì mà dễ ăn quá vậy? Chơi luôn, xuống sát với ông luôn. Bây giờ sao? Chơi ở đây không có tiền à. Có nhiều người ta không có ưa. Đúng rồi, chơi ở đây thanh thiên ra vật trước quá. Cổng à. Nếu mà con ăn, ông sẽ tăng tiền lên từ từ. Thấy chưa? 50 thành 500. Trời ơi. Đi. Đi đi. Thấy đi không? Lên đi đi. Lên cái gì? Mẹ. Lên lên lên. À lên ha. Rồi. Mẹ, đi. Đừng có nghe lời ông chủ. Bye bye ông bà nha. Mẹ. Mẹ. Chết rồi ông ơi. Con mén là bị ông cờ bạc dụ dỗ rồi ông ơi. Cái lỗi này do bà đó. Bà đánh số đề cho nó thấy rồi nó bắt trước. Thì cũng là lỗi do ông. Tại vì ông đi cờ bạc tối ngày, ông chỉ chăm sóc gia đình. Rồi tôi cứ nghĩ là tôi đánh đề để tôi vui chơi thôi, chứ đâu ngờ thua dữ vậy. Tôi cũng nghĩ là đánh với mấy bạn giải trí, ai ngờ đâu mà thua. Thôi bây giờ nhờ thần cờ bạc nói ra vậy, tôi với ông mới sáng mắt ra. Bây giờ còn có cái nhà đó, rồi thua cờ bạc rồi thua đánh đề, rồi cho bán nhà tôi với ông có nước ra ngoài đường mà ở. Giờ tôi với bà thề đi. Tôi bỏ. Tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi bà. Lỗi của tôi. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà, tôi xin lỗi ông. Lỗi của con. Mẹ. Giờ ta chẳng còn chi, tay trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Mẹ rồi mẹ. Tiền của kim như nước rồi cũng xa trôi. Cái gì vậy mày? Cái gì vậy hả? Mày làm gì vậy? Nói cho bà nghe coi, tại sao ăn mặc kỳ cục vậy? Sao tóc tai te tôi vậy hả? Bà ơi, con lỡ xuống xác với ông thần bài bạc vậy đó bà. Con sạch sành sanh rồi bà ơi. Có mấy bà cho con uống tiền lương tháng sau được không bà? Đi đánh bài nữa hả? Dạ. Chưa chừa hả con? Chưa sát mắt ra hay sao mà con đòi đi đánh bài nữa? Bị dụ quá bà. Rồi bây giờ muốn dụ thêm nữa hả? Không có, con gỡ lại bà ơi. Không có gỡ được đâu. Con thấy ông không? Dạ. Ông đã thua như vậy rồi á. Bà đánh đề bà thua như vậy rồi á. Mà con còn đòi gỡ là sao? Thôi, đi vô lát thay đồ đàng hoàng đi. Dạ. Mày cầu tao đi. Chiều nay mặn thần tài cho tao trúng số á, tao cho mày tiền để về quê làm vốn buôn bán hay chưa? Trời ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm. Con đội ơn bà. Dạ. Không vô nữa hả? Ai nói vậy bà? Vô bà lấy bà tiền lẻ đưa cho ổng đi. Tết nhất là ăn xin cũng khác thôi. Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai khởi đầu mới. Tết dù quá ngắn, ngoảnh nhìn lại bỏ lỗi xưa. Để ăn xin mà cũng biết nè. Đâu vậy, đứng đây đi rồi tôi lấy tiền vô, đi cho. Vô chỗ ta ngồi. Gì vậy? Ai vậy bà? Ngồi. Ai vậy? Nè. Cậu gì vậy trời? Cậu là ai vậy? Vô nhà tôi làm gì đi ra, rồi tôi cho tiền cho. Ủa nhìn gì cũng chưa biết ta là ai nữa hả? Là ai? Ta hân hạnh giới thiệu với các người, ta chính là thần dê chai. Mày ơi, ta là thần tài nè. Thần tài gì ăn mặc cái ghê vậy cha? Thần tài ốm nhớm nhất vậy trời ở vợ kìa. Tôi ăn mặc vậy là do gia đình mấy người đó. Sao vậy? Sao vậy? Suốt ngày gia đình làm thì ít, tiêu xài thì nhiều, ăn chơi thì nhiều. Tôi là xém bỏ đi căn nhà là căn nhà này nó bay luôn á. Hên là biết hối lỗi tôi mới quay lại tôi chúc phúc cho. Ủa vậy ông là thần tài thiệt hả? Thần tài, vô thế ngồi thấy giống không? Dạ, con biết lỗi rồi. Sao quá, ông thần tài rồi, cái râu ông đâu?
bị thua thiếu nợ cờ bạc còn nhổ tôi hết rồi còn đâu nữa. Trời ơi, đúng rồi, thấy chưa? Dạ dạ, con biết lỗi, vợ chồng con đã biết lỗi rồi, con mén cũng biết lỗi rồi. Ông thần tài, rồi đây con sẽ là bồi bổ cho ông thần tài mập lại ra. Thần tài đừng bỏ gia đình con, ông thần tài đi nha. Biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Sẵn dịp xuân đến, ta xin chúc phúc cho gia đình các ngươi. Mùa xuân lại đến, niềm vui đầy nhà. Gia chủ no đủ, vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài, già trẻ gái trai xum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, an khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Ta cũng chúc. Có ai bán nhà không? Chùa quá. Ủa chùa. Ủa chùa đâu? Đem rượu khác ra đây. Ở rồi, chùa. Trời ơi, anh Tổn ơi, anh Tổn đừng có uống nữa mà. Cái gì mà sai bét nhè vậy? Sớm mơ tới giờ là mấy lít rượu luôn rồi. Không, hôm nay á là tôi phải sai. Sai cho quên trời, quên đất. Thôi mà, thấy chưa, thấy chưa? Quên ngày, quên tháng, quên tên, quên tuổi. Chúa ơi là chúa ơi. Chúa ơi là chúa ơi. Chúa ơi, cô có biết không? Cái gì? Ngày mai em Hồng đã đi lấy chồng. Trời ơi, sao tên Hồng chi để lấy chồng cho nó vô dần dữ nè chúa. Chuyện nợ duyên mấy ai mà biết trước. Nhiều khi yêu nhau tha thiết, nhưng số phận mỗi người khác nhau, mấy ai được trọn vẹn duyên tình. Anh Tổn với Hồng thật dạ yêu nhau, nhưng có nợ mà Hồng có duyên, thì hãy coi nhau như là bè bạn. Có chi u buồn mà nhau nhẹ sai xưa, hãy qua đi một mối duyên đầu, coi như hai người chưa quen biết nhau. Chữ nợ chữ duyên nay đã không tròn, thì sớm gì thân thuộc tình anh em quá cao. Góp ý hả? Lần sau bà hát bà lòn xuống dưới được không? Không được. Bà giống lên chi nghe nó xét quá vậy bà nội? Trời, cho nó tha thiết. Thì hãy coi như là tình anh em. Anh em bà lem xem á. Cứ hỏi cô nè, ở trong cuộc sống á, từ tình bạn chuyển qua tình yêu á thì được, mà thử từ tình yêu chuyển qua tình bạn coi đứa nào làm được không? Cô làm được không? Không. Vậy sao khuyên ta? Vậy mới khuyên người ta. Mình làm không được mình khuyên mới hay. Thôi bây giờ quên Hồng đi. Không, tôi không để quên Hồng. Tôi thích màu hồng, tôi yêu hòa bình, tôi ghét chiến tranh. Ủa, đàn ông con trai mà thích màu hồng là coi lại cái giới tính đó nha. Vậy thôi, tôi ghét Hồng. Ghét Hồng, nó ghét Hồng. Tổng ghét Hồng. Sáng mình nói Hồng, anh là Hồng, anh không có ghét Hồng. Anh yêu Hồng, ông ơi. Ủa sao anh em đổi màu cam vậy Hồng? Tôi muốn đổi màu. Ông ơi, anh yêu em đa tiếc. Hồng ơi, đừng có đi lấy chồng Hồng ơi. Sao anh ra nông nổi vậy nè? Em đừng có đi lấy chồng, đừng bỏ anh được không? Em cũng thương anh dữ lắm. Nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi anh ơi. Anh đi đâu ạ? Đâu ạ? Anh đi kiếm cây kìm. Chơi gì vậy? Anh nhổ hết đinh cái thuyền ra, anh đóng lại cái thuyền khác dễ sợ hơn, đẹp hơn. Em theo anh. Thôi đi cha nội. Ông, anh không chịu. Ông ơi, anh không có chịu đâu, anh không có muốn xa em. Ông ơi. Nhưng anh ơi, đó chẳng qua là phần số. Phần số ơi, phần số. Tương lai hỡi tương lai, trách cuộc đời có một không hai. Ta là người đến trước, tại sao lại thành kẻ đến trễ? Má Lương Tổn.
vừa phải thôi, ở đâu ra mà Trúc với là Lương Tỏn ở đâu hả? Má, tối ngoan coi cúng định liệu Lương trời ba chúc anh đài. Tỉnh giùm tôi đi, máu đâu ra máu đây nè trời ơi. Ông ơi, ông ơi, anh biết rồi, tất cả mọi chuyện á là tại thầy ba. Tại thầy ba mà ra cái gì mà an mạng rồi, cái gì mà sát mạng, cái gì mà thi ca, cái gì anh không cần biết cái gì hết á. Tại ổng, ông nói ra nói vô làm sao á, để má em không gả em cho anh. Anh đi qua nhà ông thầy ba, anh cho ổng biết tay anh. Thôi em xin anh đừng có làm như vậy mà. Anh sai quá rồi. Sai à? Không đâu em, nhiêu đây mà nhầm nhò gì. Anh còn nhận ra em mà sai cái nỗi gì. Anh xót xa trong lòng khi mất em. Không, anh Tưởng ơi, dù cho bão tố phong ba hay đất bằng có nổi lên cơn sóng dữ, thì trái tim em vẫn trọn đời chung thủy thề sẽ bên anh cho đến hơi thở sau. Ông ơi, anh không chịu như vậy đâu. Nếu phải chia tay em, anh sẽ mượn dòng sông kia mà quyên sinh tự vẫn. Đừng mà anh Tưởng. Làm gì vậy, làm gì vậy? Cản anh. Tôi nhảy sông tự tử. Trời ơi, cái dòng sông cạn tới đầu gối vậy cha nội. Xuống dưới rửa cẳng rồi lượm giùm tôi mấy nắp son luôn nghe. Nghe. Hù ai vậy hả? Hù tôi à? Không nhảy sông nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhảy. Nhảy đâu? Nhảy dây. Trời ơi, em thấy nó khùng ghê chứ không. Em bỏ nó đi, nó khùng quá rồi bỏ nó đi. Tưởng à, bình tĩnh lại đi mà. Ông anh sẽ không bình tĩnh. Cô chú ơi, cốc khổ quá chú ơi. Sao mà cốc khổ, vô đây nói chú nghe chuyện gì. Tía tôi bắt gả tôi cho một người mà tôi không hề yêu. Bởi vì cuộc tình duyên tôi lận đận quá, tôi khổ quá chú ơi. Gì vậy? Anh Cốc sắp lấy vợ rồi. Tôi khổ quá, tôi phải nhảy xuống sông tôi chết cho rồi đó. Đừng cản. Đi. Tại sao? Xuống sông sẵn nhặt luôn mấy nắp nồi của bà luôn ha. Trời, nước sông cũng tới đầu gối rồi bà nội. Chưa. Anh Cốc mà tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Tại sao tía của anh bắt anh gả cho người khác là sao? Thôi vậy mới nói cuộc tình tôi đau khổ lắm. Người đó là ai? Thì đó, cô Hồng đó. Ra là Hồng hả? Trời ơi! Trời ơi! Giờ đứa anh làm gì kỳ vậy? Nó
anh phát hiện rồi, nó chính là tình địch. Người mà em phải lấy thì đây là nó. Hiểu lầm mà, hiểu lầm. Bây giờ cơ sự sao nè, bây giờ đầu đuôi sao anh kể khúc giữa tôi nghe. Dạ, chuyện là vậy nè. Để tôi thở đã. Trời ơi, tôi nghe lời tía tôi từ bến vàng qua đây cưới vợ, mà tôi đâu có biết mặt vợ tôi là... Tính hết ra sao, hiền dưỡng như thế nào, và tôi có ngờ đâu ông bị ép buộc kiện hôn nhân. Bây giờ hiểu rõ đầu đuôi, tôi không muốn làm khổ cho Hồng, nhưng không biết làm cách nào để quỷ bỏ cuộc hôn nhân. Ê, sao suốt ngày bà hát đâm hơi vậy bà? Cho nó quan trọng cái vấn đề, tức là mình phải nói thật ra để cho mọi người cùng biết. Bây giờ cách này là cách nào, cách làm sao? Giúp giùm tụi em đi, tụi em đang rối quá. Chua, theo Cốc thấy là chỉ có một mình Chua ở trong đây là thông minh sáng suốt thôi. Chua có thể nào, Chua tìm cách nào giải quyết vụ ba đứa tụi tôi không? Cô Chua, cả xóm này cô nổi tiếng là thủ đoạn gian manh. Cái gì? Thông minh à, nên bị cô giúp giùm tụi tôi đi cô Chua. Khó quá à. Khó mới nhờ cô đi, suy nghĩ đi Chua. Rồi. Nghĩ ra cái gì để giúp tôi đi. Thôi đủ rồi nha, tôi đang suy nghĩ mà anh cứ đập đầu tôi hoài á. Bao nhiêu cái suy nghĩ nó văng ra hết trơn rồi đó. Văng ra mình lụm lại. Đó. Đủ rồi, nó đã trở về với tôi rồi. Tôi thông minh lại rồi. Sao? Như vậy ha, tôi có cách mà ba người có dám làm theo tôi không? Yên tâm, vì tình yêu của mình, tôi sẵn sàng hy sinh. Nói đi chị, tụi em làm hết trơn á. Vì cuộc tình này đơn phương, tôi sẵn sàng liều chết hy sinh tánh mạng. Đó, đi á. Ê, sao? Đi nha. Quyết định tất cả cùng làm. Cái gì vậy không biết nữa, sao ơi, đi tới đi lui rồi lấy cái chung để đây, tưởng rót nước tôi uống rồi đi tiếp nữa. Cái gì giống như khùng như điên, bà đi tới đi lui hồi tôi chóng mặt tôi xỉu bây giờ đấy nè. Trời ơi, sốt quá anh ba. Sốt cái gì, bình tĩnh đi. Ây chà, anh ba ơi. Cái gì? Hay là giờ vậy nè anh ba. Sao? Trời lên cao quá rồi, để đàn trai đứng mãi hoài tội nghiệp quá, cho họ vô đại đi. Chứ không thôi chút xíu nữa là nước rồng cạn nước tới đáy, xù ghe đâu có tấp vô được. Sợ nắng phải không? Dạ. Sợ nắng là mấy người đó mệt mỏi phải không? Kể tới không đúng giờ là phải vậy. Nghe lời tôi đi, trễ một giờ, trễ một khắc cũng nguy hiểm cho cả cuộc đời của tụi nó. Bây giờ muốn tụi nó sống đời ở kiếp hay muốn tụi nó chết liền đây? Không, à, cãi thôi không làm nữa. Thôi, trời ơi đừng. Muốn làm gì làm đi, đừng nói. Thôi, đừng giận. Trời ơi thầy ba ơi đừng giận. Thôi. Không phải là giận, nhưng mà cái gì tôi coi kỹ lắm, tôi coi đâu đó đàng hoàng mà cứ cãi. Muốn làm gì làm. Thôi, mày tin mà, tin. Rồi. Cái gì đó. Rồi đúng vậy. Có gì đâu uống. Ê tay tôi. Ủa, trời ơi chưa tới giờ sao vô rồi anh ba? Để đó tôi. Kính chào quý vị. Chào hỏi cái gì, đi đâu đây? Ồ, hỏi mới lạ đó. Tôi đi rước dâu chứ đi đâu. Dâu. Trời ơi, anh Năm ơi, thầy ba đã coi rồi, phải đúng ngày, đúng giờ, đúng khắc thì mới đúng lễ nghi chứ anh Năm. Trời ơi, đúng giờ, đúng khắc cái gì chị Sáu ơi. Tôi vô đây là muốn nói tình nghĩa với chị, chứ mà chiếu theo lễ nghi á thì tôi vô đây làm cái gì? Thông cảm đi, cho tôi rước dâu sớm đi mà. Khoan đã. Bữa nay được sự ủy nhiệm của cô Sáu, tức là
xui gái đây. Tôi thay mặt nhà gái mà tuyên bố, nếu như đàn trai không đúng lời hẹn ban đầu, đến giờ đại kiếp mới rước dâu về, xin hãy cảm thông, không thể bỏ qua cái chuyện rước dâu. Đây là luật lệ, rượu này tôi nhận, nhưng phải chờ thêm đúng ngọ mới vô. Thầy ba quá đáng, tôi đã cạn lời, trời chưa nước rút không thể vô, dàm lẽ nào rước dâu mà lại để cho thiên hạ hai bên lỗi sình coi sao được. Anh nên suy nghĩ lại, thuận cho rước dâu sẽ đẹp dạ hai bên. Không, không là không, tiếng Mỹ là no. Tôi nói được là được, tiếng Mỹ là yes. No, được. No, yes. Trời ơi, thôi. Bình tĩnh. Anh đang bên ba, bình tĩnh. Anh ba ơi, lễ vật cũng đã lỡ vô rồi. Thôi, nhận rượu lễ đi rồi mình nói chuyện sau ha anh ba. Được rồi, bước qua đây. Dạ. Để lấy lời của sao. Rồi, lễ vật có gì? Để xuống đây coi. Để xuống mấy đứa. Sao vậy là không đúng rồi. Dạ. Cái gì? Đó đó rồi. Trời ơi. Cái gì giờ này trời? Trời ơi. Trời ơi anh Nam ơi, làm ăn gì kỳ vậy nè? Bây giờ giờ sao giờ thầy ba? Không có chăng sao gì hết á. Vậy là anh Nam nè. Tôi không ngờ anh chơi trò tiểu nhân, muốn cho banh đám cưới cô Hồng. Vì sao lễ rượu lại là như thế? Bình nhau ở đâu sao chơi nguyên canh rượu? Rõ ràng anh hận tôi nên giở trò phải không? Tôi đâu thèm chơi trò trẻ con, chẳng qua do rủi ro bất ngờ. Đàn trai đi từ tờ mờ sáng, nước xoáy đền đè mới tâm vô cùng. Rượu trà rớt xuống sông, còn cái này anh có chịu lấy không hả? Đừng có rượu, tôi đã nói rồi. Nó phải là có nhau này, rồi có đàng hoàng, rồi có chung rượu đàng hoàng, có mâm đó mà. Tự nhiên đứng nguyên cái canh rượu ở đây là muốn đàn gái là bộn nhậu hay sao? Nè, anh nói vậy là sai rồi. Sai sao? Ha, rượu nào chẳng là rượu. Rượu uống vô là tất cả đều chung một cái là say. Đồng ý, nhưng rượu hàng, rượu quán không uống, rượu phải đàng hoàng. Ở đây tôi phải nói là tình nghĩa mới là chánh. Không có đem ba cái rượu cao rồi quá. Kiếm chuyện, anh kiếm chuyện với tôi hả? Không có kiếm chuyện với anh. Thôi, anh Nam ơi. Trời ơi, cứ hỏi mà anh làm vậy chết tôi rồi anh Nam ơi. Bình tĩnh, để tôi. Bây giờ nè, anh sai nhiều thứ lắm. Tôi sai chỗ nào? Nói cái rượu không là sai một thứ nè. Cao. Cao tôi đã nói rồi, phải không? Là phải là buồn cao 200 trái. Anh chơi thung cao không tới 200 trái. Anh đi kiếm đi. Tôi đưa tiền em đi kiếm. Thời bố giờ mà kiếm cái buồn cao mà có 200 trái hả? Không cần biết. Ông quỷ hả? Không quỷ gì mà gì không biết. Cái đó là chuyện của anh. Còn không là đi về tiễn khách, đi về rước dâu mà không có dâu. Ai nhỏ có về ra làm gì tôi? Đi về. Cáo báo. Trời ơi, cáo báo. Hùng tin. Đây nè, đứng đây mày đi đâu lô vậy? Cái gì mày nói bình tĩnh? Con hồi đám cưới mà con nói cái gì cấp báo con ghê hả? Trời ơi, dì ơi, con Hồng nó đã bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại hai bức tâm thư. Trời ơi, con gái tôi nó đã bỏ đi rồi, trời ơi, giờ sao anh ba? Nó bỏ đi hỏi nó chứ sao tôi biết được? Đây là lá thư mà Hồng gửi cho dì Sáu. Trời ơi, còn thầy ba ơi, đây là lá thư của thầy. Thư viện của tôi bậy, ai gửi tôi chi? Không phải con Hồng gửi cho thầy đâu, mà là của con Phương, con gái của thầy gửi cho thầy đó. Phương, con gái tôi đã gửi cho tôi. Dạ. Cái gì vậy trời? Cấp báo. Mày làm cái gì mà mày cấp báo hoài vậy mày? Dạ, cái tin này nó cũng khủng khiếp vô cùng, nó khẩn cấp lắm. Đói. Mọi người ơi, chú rể cấp và cả anh Toản cũng bỏ đi luôn rồi. Cái gì? Chú dạ. Đây, thật cặp. Dạ, để lại một lá thư cho thầy ba nữa. Thầy ủa, hãy đọc đi. Sao không gửi tôi? Không, anh Toản gửi cho thầy ba. Cái này Toản. Dạ. Này Phương, này dạ. Toản. Trời ơi, dạ. Con biết thử. À, đọc giùm gì vậy? Dạ, để em đọc. Để em Hồng viết cái gì đây? Em Hồng viết là... Má kính yêu, khi má đọc thư này thì con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với má. Con không thể lấy người con không yêu làm chồng. Xin má hãy tha thứ cho con. Má ơi, chữ hiếu kiếp sau con xin trả cho má.
giúp biết mà. À, trời ơi con bỏ đi rồi. Trời ơi con ơi đừng dạy dỗ kêu bạn con mày ơi. Mày khóc xạo không à? Dạ. Con của bạn mà mày khóc mày xạo. Con xót cho gì sao? Về đây để con đọc lá thư của anh Tổn. Anh Tổn viết cho thầy ba. Đây này lá thư này, lá thư này. Tổn, Tổn. Đây lá thư Tổn này. Tổn. Dạ con viết con biết mà. Ủa con nhận con biết mà. Đây anh Tổn viết như thế này. Nói gì lắm. Ê thầy ba. Hồng đã đi xa. Và tôi cũng không muốn sống làm gì vì cuộc sống không còn thiết tha. Ê thầy ba, thầy đã chia rẽ chúng ta. Hả? Chia rẽ chúng tôi. Tội ác này tôi ghi nhớ. Chờ thầy nơi suối Giang Khè. Hẹn thầy ngã tư suối Vàng, hẻm 35/7/4 đường vô địa ngục. Chào thầy ba. Trời ơi, sao anh rành vậy? Sao anh rành vậy? Hôn nào? Thầy ba, thầy ba. Nè, nè, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Bình tĩnh. Nhìn năm mà tôi tưởng Toản. Toản gì? Mặt gì mà Toản? Đây là ba của anh Cốc mà thầy. Tại sao nó tự dọn nó chết, nó còn hăm dọa tôi nữa sao? Tại sao cái kia? Đọc lá thư, con đọc cho. Trời ơi, để con. Ba kính yêu. Khi ba đọc thơ này, con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với ba. Con không thể lấy người con không yêu được. Bởi vì con đã có thai với người con yêu rồi. Ba ơi, dịnh biệt ba. Con lên đường đi chết. Trời ơi. Thầy ơi, như vậy là Phương đòi chết. Mà Phương đã có thai với người Phương yêu rồi thầy ba ơi. Không có thai quá. Ông ngoại hả? Thầy ơi, sao thầy là thầy mà thầy không coi được con của thầy vậy? Thầy không coi. Thật rồi, coi thật hết rồi. Con ơi, con đi đâu con ơi? Phương ơi, con về đây đi. Con thương ai chứ cả đó. Bây giờ mày lỡ mày ra bác xà lỡ bút chín ná. Ông đừng có nói nữa. Ông trả con gái lại cho tôi đi. Trả ông coi cái kiểu gì mà ông nói lấy hình gốc thì tốt. Bây giờ tôi ép riêng con tôi giờ nó tự giận trả con lại cho tôi. Bây giờ mà trả. Trời ơi. Dì hứa đi, dì hứa đi, dì hứa đi. Biết có đâu mà trả. Con tôi nó cũng đi rồi kìa. Trời ơi, con ơi, con đừng có dạy dỗ. Con giờ con về đây đi. Má ơi, má. Má ơi, con về rồi nè má. Má hứa gả anh Tổn cho con ha má. Hứa, thằng Tổn, thằng Tổn gì mà má cũng hứa trơn. Dạ, anh Tổn tuổi tí á má. Tuổi tí, tuổi gì má cũng gả luôn. Trời ơi, con không có tự nhận. Má, trời ơi. Dạ, con cảm ơn bác. Bác ơi bác, bác thương con với em Hồng đi bác. Tụi con thương nhau mà. Thầy ba cũng thông cảm đi nè. Ê, cái thằng kia. Đến đây mày, cái mỏ mày nhiều chuyện. Mày gạt tao hả? Dạ bác đừng có chửi tụi con. Hai đứa con yêu nhau tha thiết lắm. Bác dòm đi tụi con mặc đồ đôi nè, thấy chưa? Má mày dễ thương quá. Dạ. Ở đây nói chuyện đàng hoàng viết thơ ê tao không á. Dạ con mày hẹn tao suối Vàng Khè rồi hả con? Dạ thôi anh đừng có nói động tới rể tôi. Bây giờ tôi chấp nhận nó rồi đó. Đồng ý rồi. Con người ta đã về. Còn con mình đâu? Ông làm cái gì vậy? Con Phương nó đâu rồi? Con ở đâu con? Ai biết? Cấp báo! Đất ơi, cái con quỷ nó cấp báo rồi ai? Thơ nữa hả con? Dạ không có thơ mà là lời nhắn thôi. Nói thầy con. Ơi, Phương á, con của thầy nói là nếu như á mà thầy đồng ý cho Phương lấy Mận á thì hai người sẽ quay trở về đây cùng với lại cái thai. Còn nếu như mà thầy ba không chấp nhận thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Phương mày kéo lại, mày kéo tay lại không. Không con ơi, gả cho nó ăn mận bên trước rồi. Nó tạm ứng cho tao cháu ngoại rồi. Bây giờ cho nó kéo gì nó kéo con tao có thai rồi. Được rồi. Kéo cũng gả luôn. Vui quá. Vui cái gì? Dạ vui. Tôi có ý kiến. Dạ. Bây giờ con Hồng nó lấy thằng Toản. Dạ. Phương thì lấy Mận. Dạ. Còn con Cốc, con của tôi đâu? Coi trong hang thôi. Trời ơi. Bây giờ mấy trăm bàn tôi đãi đám cưới mà không có cô dâu. Cốc ơi, Cốc à, vậy cái phần cô dâu chú để tụi con làm được không? Thế ơi, con ở nơi đây mà trái tim con và linh hồn còn phiêu diêu nơi chân trời góc biển. Bởi chuyện tình duyên là do con tim rung động, yêu thương kết xe thành chồng vợ. Còn nếu không yêu thì khác nào cục nợ mà phải đeo mang cả đời. Nên sẽ khổ. Còn muốn xây đắp tương lai trong mái nhà hạnh phúc thì phải có
tình yêu hòa hợp giữa đôi lòng. Cậu! Cậu! Xuất hiện đi! Thằng Cậu! Kìa! Cậu! Cậu! Cậu đã bò ra rồi! Thằng Cậu! Trời ơi! Cậu ơi! Sao bữa nay bụng mày bự vậy? Gượng nghèo sống bên nhau là sầu hận chất chồng. Nếu như chúng con là những người dũng suy cạn nghĩ mà quỷ hoại thân mình để bảo vệ tình yêu, thì giờ đây những người đã áp đặt chúng con liệu có sướng vui khi con mình đau khổ. Chúng con kính trọng đấng sanh thành dương dục, nhưng xin cho chúng con được quyền chọn lửa bàn trăm năm. Trời ơi, Khóc ơi, bây giờ con đừng có buồn nữa. Bây giờ con yêu ai, muốn lấy ai, tía cho con lấy hết. Tía nói thiệt á, tía. Tía nói thiệt. Chứ tía ép con. Không cho có ai, ép nữa, con khổ quá. Không có ép đâu, con nói đi. Tía ơi, vậy con nói người yêu con rồi tía gả tía. Gả liền. Gả liền, không suy nghĩ. Tía ơi, con yêu người trong nhà này nè. Người trong nhà này? Ai vậy con? Ai? Nè. Bà. Cái gì? Không có được con ơi, tại sao con lấy bà Sáu được? Chỉ bà mà. Không phải, hiểu lầm. Ê, đằng sau á. Là nhỏ này là chú. Cái làm gì hả? Lúc này làm cái gì vậy? Clip hả? Tía hứa nãy với con rồi đó. Tía hứa là con yêu ai, tía gả. Giờ tía gả chua cho cóc đi. Tía ơi, tía nghĩ lại đi tía. Có trái cóc nào mà không chua không tía? Cóc là phải chua tía. Được rồi anh Năm ơi. Ba sao? Thầy thấy sao? Cóc mà chua mà chấm muối ớt hết sảy luôn. Để con cái đặt muối ớt hả? Dạ. Tác hợp luôn. Vậy hả? Anh coi giùm tôi ngày lành tháng tốt đấy. Không coi nữa, đốt sách rồi bỏ rồi. Không coi trận lất, không coi nữa. Bây giờ quyết định luôn. Sao? Bây giờ anh cứ gả hai đứa này anh làm đám cưới. Đây làm đám cưới, con tôi làm đám cưới luôn. Mùng ba này tổ chức đám cưới luôn. Phòng mạch ế bác sĩ ơi. Sáng giờ kêu đốt phong long đốt chưa? Dạ cũng đốt quá trời mà sao không có khách gì hết trơn à. Dạ. À trời, mới nói xong là khách đến liền. Rồi tôi bấm số 1 và tôi vô khám. À số 1 hả? Rồi, đi vô rồi ngồi đây đợi, người thứ 10 tới anh nha. Đau quá. Bác sĩ ơi, y tá ơi, vợ tôi nó đau quá rồi đau nè. Đau quá, nó tự vô đây. Cho vô khám liền đi em đợi. Trời ơi, khám liền được không bác sĩ? Không phải thứ tự đàng hoàng. Cái gì bốc cái số 51 thì làm biết cái nào mới khám. Thì chờ tới số 50 là 51 tới không? Trời ơi, viện từ chứ. Mà tôi nhập viện từ hôm qua đến giờ rồi. Tôi nói cho bà vợ tôi vô mổ đi không chịu. Bây giờ sáng giờ la ói oải quải nè. Đau quá. Tụi tôi á, phòng mạch tụi tôi cái gì cũng phải từ từ. Khám bệnh mà cái gì mà nho vậy sao khám được? Bà nói bà đau cái bụng, đau cái mỏ rồi mà bà la hoài vậy? Bố phải la như vậy để cho mọi người bình tĩnh lại để mà còn khám bệnh chứ. Dạ tôi chửi vợ, tôi chửi vợ tôi. Nè, bà cầm cái số của bà đi. Có tôi bóc cho bà. Bóp tay đau. Trời ơi, cái gì vậy? Chú ơi chú, mời số 1 lên. Chị. Cái gì? Chị Nga. Cái gì? Nói gì nghe nè, chỗ chị em quen biết, em vô đưa vợ em vô đây khám chị. Chị cho vợ em khám trước đi. Nha. Không được đâu, ở đây người ta làm việc lương y như từ mẫu, người ta làm đàng hoàng, ta phải xeo thứ tự. Lương y từ mẫu là từ mẫu mấy người kia, thấy không? Chị em mình chỗ quen biết, nó hồi nhỏ chị hay chơi búp bê với em á. Thôi, cái chuyện chị trời. Chị với em hay chơi bắn bi. Chứ hồi nhỏ chơi búp bê, lớn lấy vợ là hơi kỳ rồi nha. Chỗ quen biết mà. Nè. Mà thôi, không được đâu. Bạn bè chứ quen không được đâu. Có chồng ơi, không được đâu. Cái gì? Bác sĩ Đạt, khám giùm vợ em đi. Mời chị đi vô khám bệnh trước đi.
em mời chị vô khám bệnh đi chị. Đây, phải cái cô này cổ bệnh đau quá mà đúng cái bác sĩ. Này bác cũng lớn tuổi mà bác vô đầu tiên nhưng mà bác không bệnh gì hết trơn á, thôi để nhường cho cái cô bác này bác sĩ biết sao mình giúp, người ta mình già giúp. Rồi người ta có kinh nghiệm, người ta chịu đựng được. Dạ. Giờ mới đau lần đầu. Dạ nó đau 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 vậy đau. Được phải vậy trước chứ mà. Không đau đau quá bác sĩ ơi, giúp đi giúp đi coi cái gì vậy, tại sao giúp đi, tại sao giúp đi bác sĩ ơi, trái với lương tâm, tại sao nay làm việc trái với lương tâm. Đây nè cái này nó làm cho mình trái với lương tâm nè bác sĩ. Cái này nhớ chia nhớ đi. Trời, cái gì vậy? À, bác à, ở đây chúng tôi làm việc lúc nào cũng nguyên tắc hết. Bác bốc số 1 đúng không? À, tụi tôi làm việc là bốc ngược từ dưới lên trên. Nên bác vui lòng nghe. Có nguyên tắc hết. Bác nghĩ từ dưới. Vô. Cho vô. Ê, rồi. Rồi. Đây. Đặt đây đâu ạ? Bị cái gì? Bị triệu chứng sao? Dạ, vợ em bị kiến cắn lỗ rúng. Kiến cắn lỗ rúng hả? Dạ rồi, đây. Cái gì? Kiến cắn lỗ rúng. Dạ, được. Cái này chị được. Đúng rồi. Ôi, nặng lắm bác đó. Bác sĩ, mình chích luôn không bác sĩ? Hả? Mấy cái này mà chị chữa hoài mà. Cái này là chim chích heo, chích trâu gì à? Thì bà không khác gì con heo đâu, chích đại đi. Hãy chích chứ. Nói nghe nè. Cái bệnh này khó chữa lắm. Dạ, dạ. Nếu muốn khám nhanh thì cũng phải hiểu cái vấn đề gì đó chứ. Dạ. Anh hiểu chứ, bây giờ cái ca này là phải chuyển khóa. Anh hiểu chứ. Dạ. Sao? Em hết bùa rồi. À. Hết bùa. Nhanh lên lẹ đẩy em xuống đi nằm luôn rồi. Nhanh lên trời, cái gì vậy? Tạm thời chích thuốc giảm đau đi. Dạ chích giảm đau cho bệnh nhân. Cái này em làm rồi. Tại vì Quay lại. Ôi chị Nga, chị chích kiểu gì mà nó... Tôi không phải khen vợ ông, cái chảo của vợ ông cắt bằng đồng hay sao, kim gãy luôn rồi. Nhưng mà tôi vẫn chích được, để ra đây. Trời ơi, xong. Trời ơi, cái gì vậy? Bác sĩ ơi, dạ. Em xin lỗi bác sĩ là cái ống xà ranh của bệnh viện mình nó dởm quá bác sĩ ơi. Đó, mình phải tên rồi. Coi lại. Rồi, được rồi. Dạ. Bớt đau chị. Tắt thở rồi đau gì nữa. Vậy thôi chị tắt thở vậy là vui lắm. Đợi chừng nào có bùa, rồi tính tiếp nha. Rồi. Giờ, mời bác. Cho về đi. Vậy là bớt đau rồi đó. Bớt đau chưa? Trời ơi. Ẩm em đi. Rồi, nằm đi. Trời. Nè, nói nghe là chừng nào chồng đem bùa lên rồi tính tiếp nha, không bình thường. Nằm đó đi nha. Sao ba ơi, ba ơi, ba đừng chết, ba ơi. Cứu ba tôi đi. Sao? Cứu ba tôi đi bác sĩ. Ông bị cái gì? Tôi đâu có biết, tôi đâu phải bác sĩ đâu, tôi biết ông bị bệnh gì. Cứu ba tôi đi. Không, cứu đi bên kia cứu, tôi không biết. Cứu ba tôi đi. Trời ơi, tôi... Cậu bé à, cậu bé à. Tôi đi. Ông chết rồi, đi chỗ này cứu không được. Đi quan tài hay gì đo luôn đi. Chứ ông chết rồi, leo vô không kịp nữa rồi. Cứu ba tôi đi. Ai dạ? Cứu ba tôi đi. Cậu bé à, cứu ba tôi đi lại. Tiền tôi nhiều lắm. Thấy ông bên kia bên hết bệnh luôn. Hết bệnh luôn hả? Hết bệnh luôn. Chốt thứ tự 101. Trời ơi, 101 là phải đến thứ 101 mới vô chứ. Đi đâu vậy? 11 triệu. Ê, tôi bắt quả tang nha. Bắt quả tang gì? Bỏ cái túi cái gì vô túi. Tiền. Cái gì, làm gì có tiền bạc. Nó tầm bạ không à. Tôi đưa tiền rõ ràng mà tầm bạ gì. Cái gì, cái này là tiền hả? Ở đây làm gì có nguyên tắc lắm nha. Cái gì con Nga? Dạ, có thưa bác sĩ. Chị đâu, đưa 5 triệu rưỡi. Cái này con đâu có biết đâu bác sĩ. Bà nói rồi, bỏ đi, ở đây làm gì có nguyên tắc là đếm. Đúng dạ, rồi, đúng rồi. Trả lại, cầm đi. Bậy à. Cậu hiểu chứ, hồi nãy là đếm từ ngược, bây giờ số này số cao hơn cậu nè. Bây giờ phải đếm từ ngược lên. Ở đâu ra nguyên tắc mà ngược lên trên, nguyên tắc là như vậy. Chú thông cảm nha, chú số 1 là... Cứu ba tôi đi, cứu ba tôi đi. Để nó từ từ tôi cứu nè, tôi chưa cứu được, tôi chết bây giờ đây nè. Bây giờ ông sao, phải... Ông bệnh chứ, ông sao. Tôi phải bác sĩ. Cứu ba tôi đi. Tôi đang cứu. Bác sĩ ơi, trước khi cứu ba ông này, mình cứu ông trước đi, trông khùng quá bác sĩ ơi. Cứu ba tôi đi. Mệt quá. Ba ơi. Ông bị triệu chứng sao? Ba ơi. Bây giờ là phải...
Cô Nga. Dạ. Cái cách này phải hô hấp nhân tạo đó. Dạ, cô Nga. Dạ, đúng rồi, dạ, dạ. Mình phải hô hấp. Con tự ba chết. Con thấy ba nằm ngủ mà không có thở. Hồi đó giờ tao ngủ có thở đâu. Ủa, giờ hồi nãy giờ ba làm gì? Tao ngủ. Sao mà chở tao tới đây làm cái gì? Trời. Về ba ơi. Cứu người ta đi, cứu người ta đi. Mày tao quá quá vậy. Hồi nãy có lấy đủ tiền không? Dạ, nói chung là cái số mình hên gặp chúng bệnh nhân bị khùng. À, lấy ổn chứ gì? Đi vô chậm thôi mấy. Dạ. Không ai chuyển cái bùa đó qua đây được không? Cứu ba tôi đi. Cái gì vậy? Cái gì nữa? Cái gì? Trả tiền lại đây. Cái gì? Dù gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bác sĩ. Cái này làm ăn gian dối quá. Đó, người ta làm ăn gian dối tôi có lấy lại đâu. Cho vợ tôi vô mổ giùm cái đi. Thì nãy là khám rồi, hiểu không? Mà bây giờ cái ca đó là nặng quá, phải qua nhiều khâu. Muốn đi khám liền là phải thêm nữa, hiểu không? Tôi làm dựa nguyên tắc lắm. Bây giờ là ngồi đợi nha. Bác sĩ, bây giờ mình làm cái gì nữa? Làm cái gì? Mình khám xong rồi phải không? Bây giờ phải thêm bùa mới, bây giờ phải lời chết thuốc giảm nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa hả? Trời ơi, bác sĩ ơi, cứu con tôi đi. Làm hoài vậy? Con biết sao? Tao ra ngoài tự nhiên nó xỉu ngoài xe. Tại nó lấy bao thư lại nó chạy nhanh quá, xe quýt rất là đáng đời. Cứu con tôi đi, cứu con tôi đi. Bây giờ cái cặp này hình như mình không thích nó không mà chị? Cái cặp này nó kỳ quá. Cho đi ra ngoài đi bác sĩ ơi, chịu hết nổi. Tôi làm gì có nguyên tắc. Là bây giờ là tới ông chú này khám. Tới ông chú này khám là phải tới ông chú này vui lòng. Đúng rồi, làm gì có nguyên tắc mà. Đây bác sĩ. Nó ban hết đủ hết gạo luôn bác sĩ. À ổn chứ gì? Cô Nga. Dạ. Ổn. Dạ, ổn hả? Mình dạ. Vậy có nguyên tắc. Bây giờ mình làm gì có lương tâm đi. Đây. Cô, để tôi vô tôi lo cho cô. Vô. Đây. Đi vô đây. Đến với cô bé này. Còn hai. Dắt nha. Đau quá. Ơi chị. Con đi trời ơi. Con đông quá rồi. Anh chưa tới số qua kia ngồi anh. Cái gì vậy? Bác ra hả? Chuyện bác sĩ là chuyện nghề tụi con. Tự nhiên bác ở đó bác chen vô rồi bác lấy bác kẹp nắp kẹp cánh gì. Sao? Trời ơi chi mà hôi quá vậy ông nội. Chết luôn à. Đi ra ngoài kia ngồi đi. Đi ra ngoài kia đợi. Đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia. Ai đưa tôi tới đây vậy? Ba thấy con xỉu ngoài trước. Đâu con xỉu đâu. Đi dép té chứ xỉu đâu. Mày nghe hả? Chị có đứa gì? Bầm về nữa hả? Ôi chết rồi. Rồi chút xíu rồi hai ổng xỉu ai đưa vô vậy? Ai xỉu ổng chết mà đường luôn chứ sao? Hai bọn này bệnh rất nặng lắm ông. Rồi bệnh viện này chứa ông đâu bệnh viện. Dạ dạ bà về chứa ông cho em cái. Lẹ vậy đuổi qua đây. Đây đây chị uống kiểu uống thuốc này đi chị. Không có đau răng đuổi qua đau răng rồi. Ủa đổ qua đau răng hả? Đây. Bác sĩ bình tĩnh để đó cho em cho bà uống thuốc này cho bà khỏi liền hả? Ngồi đi chú. Chưa tới. Đợi chút xíu. Xin lỗi. Dạ. Tôi là người bốc số 1 đó. Dạ đúng rồi, ở đây làm việc nguyên tắc là đếm ngược từ dưới lên. Chú thông cảm. Chú biết sao không? Tại người ta nói chung là chú chưa hiểu đâu, từ chú sẽ hiểu. Chú ngồi đi ha. Cái gì sao? Thông cảm bằng cách này đó hả? Có cái thủ tục này mới được khám trước đúng không? Ủa thì nguyên tắc là như vậy mà, trước giờ bệnh viện nào không vậy đúng không? Anh cho đây là nguyên tắc của bệnh viện. Dạ thì trước giờ trời ơi tôi nói mẹ tôi đi khám cũng vậy, cha tôi đi khám tôi cũng vậy, vợ tôi cũng vậy thôi. Vậy chứng tỏ là anh muốn làm tha quá bác sĩ chứ gì đúng không? Không phải nói gì nó ghê vậy, nó giống người ta tha quá. Như đây là mình, giống như là mình phải có cái gì đó cho người ta thì người ta giúp đỡ mình. Có cái này mới giúp, không có thì không giúp. Phải không chị? Ở trong ngành y các anh học có cái này không? Cái này là nó cũng chi tiết tình hình chung á mà nó, đúng rồi thì mới có một cái sự ưu đãi riêng khi mà có một cái gì đó người ta ưu đãi riêng khi người ta đưa tiền người ta còn nếu không cứ để cho người ta chết à. Anh chị cho tôi biết tên đi. Bác sĩ mà tôi bác sĩ cũng nổi tiếng à, tôi bác sĩ Văn Đông Gun. Anh cũng sắp văn rồi đó à. Anh tìm cái gun nào anh vô anh nằm đi ha. Tôi thông báo cho anh biết, tôi chính là viện trưởng bệnh viện này. Tôi mới về nhận chức. Ngày hôm nay nhờ như vậy tôi mới nhận ra được một điều rằng các anh chị không sống với đúng với cái bản này. Lương y như từ mẫu. Đúng vậy. Các anh chị hành hạ bệnh nhân. Khi nào có tiền thì anh chị khám trước, không thì anh chị muốn nói gì các anh chị nói. Được. Cái gì bỏ qua đi bà viện. Tôi xin tự hiệu, tôi trợ lý của viện trưởng. Tôi là bảo vệ mới ở đây. Viện trưởng có gì bỏ qua em bao nhiêu 3-4 tháng này. Nếu tôi bỏ qua được thì tất cả những người như anh chị sẽ còn nhiều người bắt chước như vậy nữa. Xin lỗi.
Bệnh viện này không chứa chấp những bác sĩ mà không có y đức như vậy. Còn anh. Dạ. Dạ. Chắc chị ngủ rồi, chị dạ. Mệt chị ngủ á. Dạ, dạ. Trời, tôi tưởng chết rồi không à? Chủ cái thuốc gì muốn chết? Thuốc gì vậy? Dạ, thuốc lắc. Thôi, dạ, 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 cái thuốc giảm đau á mà. Giảm đau, giảm đau là mà chứ gì đâu. Còn anh, từ nay trở đi tôi yêu cầu anh. Và tôi cũng muốn nói với anh một cái điều như thế này. Là người bệnh nhân, chúng ta đừng làm tha quá những lương y như vậy. Để cho họ làm đúng với trách nhiệm của họ. Đúng như những gì họ học ở trong ngành y. Bảo vệ đâu? Dạ, cho tôi ý kiến. Gì? Dạ, nãy giờ mấy người vô đưa bao thư nhưng mà bao thư không có tiền. Vì là sao? Vì là có những tụi tôi thiệt thôi. Tụi tôi vừa mang cái lợi rồi. Đi, theo tôi, đi đâu, đi ghê. Trời ơi, đâu có được. Tụi tôi đâu có lợi gì đâu nè. Đâu có tiền gì trong này đâu. Trời ơi, tôi vừa có được cái gì. Là như vậy đi nha. Tôi thấy á, từ ngày mà hai đứa mình tự nhiên gặp nhau, làm như cuộc đời nó thay đổi. Đúng không? Trước giờ tôi đâu có nghĩ là trên đời này có ai giỏi hơn tôi đâu. Mà từ ngày tôi gặp ông tôi mới biết là cái điều đó là sự thật. Bởi vì là sai. Sai sao? Ông không có giỏi bằng tôi đâu. Sao không giỏi bằng ông? Cái người thông minh không bao giờ nói nhiều. Nhưng mà hôm nay cái trách nhiệm của mình ở đây nặng nề lắm. Ông có nhớ tại sao mình có mặt ở đây không? Nói đi. Tại sao mà con người bây giờ lại có nhiều bức xúc mà bấn loạn mà đau khổ như vậy? Cái trách nhiệm của mình làm gì? Cứu, chữa. Phải. Làm sao phải giúp cho người ta trở lại bình thường. Vậy mà tại sao ông không hết bệnh? Tôi bệnh rồi nè. À quên, hai đứa mình đâu có bệnh đâu. Tôi không bao giờ bệnh. Đúng. Ông nói nhiều mới bệnh, thấy chưa? Ủa vậy là tôi bệnh hả? Người bình thường không bao giờ nói nhiều, hiểu chưa? Đúng rồi. Nhìn cái mặt là biết có tỉnh hay không rồi. Bây giờ nói vậy tôi bây giờ tôi nghi ngờ lắm. Nhìn ông là biết là rất là uyên bác. Ông học cao lắm phải không? Chứ sao? Trong các ngành khoa học ông nghiên cứu tới đâu rồi? Tôi không nghiên cứu ở mặt đất. Chứ ông nghiên cứu ở đâu? Trên không gian. Hả? Vậy ông là bác học hả? Đúng. Bây giờ tôi hỏi ông câu này ông trả lời được nghe không? Hỏi đi. Tôi nghe nói mặt trăng á, lúc mà nó quay qua bên kia ừ, thì mình không bao giờ thấy được. Đúng. Vậy thì người ở bên mặt trăng có thấy được mình không? Sai. Sao sai? Hỏi câu tầm bay tầm ba cũng hỏi. Sao tầm bảy? Trên mặt trăng là vì có người. Trời ơi, như vậy đúng rồi. Vậy là đó giờ tôi nghi ngờ cái năng lực của ông. Bây giờ tôi biết ông đúng là thiên tài. Ông mà xứng với lại cái nhà bác học gì nè. Cái nhà bác học gì Sa Tanh. Sa Tanh gì? Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái gì đó, cái gì Tanh Tanh đó. Anh Tanh. Tôi không cần biết ông nói chuyện tào lao rồi đó. Cái gì nói là không biết, nói chuyện không có hợp với ông rồi. Nhưng mà ông nhớ cái mục đích của ông tới đây là làm gì hay không? Tôi biết, tới đây là cùng ông để mà cứu người ta, hiểu chưa? Đúng rồi. Cứu ai? Nãy giờ ông nói qua tôi không thấy ai ở đây cho ông cứu. Mình hẹn nó ở đây nhưng nó phải vô trong nó uống thuốc rồi nó mới ra đây. Thuốc cái gì? Kêu nó đây lẹ lên. Từ từ. À, tôi không có chờ đợi gì nữa hết. Tới giờ người ta ấy là dắt em đâu vậy? Tính anh nó siêu lưu lắm. Tới những cái nơi nào đó phải biết những cái chuyện. Ngồi đây chơi, ngồi đây chơi. Ủa sao siêu lưu nguy hiểm mà ngồi chơi? Để đây thoáng mát. Ôi chào chị. Ê, chị khỏe hả? Ê, chị bảy kìa. Đợi đi, tao quýnh anh bây giờ. Ngồi ngồi đọc sách đi nha chị bảy. Ê, I'm sorry, đừng giận nghe chị. Ok, chị ngồi đi. Trời đất ơi, hai đứa nó bước ra tôi đứng đâu là Mission Impossible không à. Anh, công nhận ở đây có hai con cuốn dễ thương quá. Một con áo xanh, con áo xanh. Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói có đây có hai con thú dễ thương. Con màu xanh, một con màu sọc. Ôi rồi. Ông có thấy con thú nào không? Vậy là cuối cùng tôi cũng được nhận định đúng giá trị của mình rồi. Hả? Vậy là hai đứa mình là hai con thú đó hả? Cảm ơn chị em. Như vậy là bắt đầu tụi nó tiến triển hơn một bước rồi đó. Ừ. Bữa nay khá lắm. Uống thuốc xong rồi phải không? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Ổn ổn, sáng nào uống mà. Đó, biết là uống thuốc rồi mà. Sao rồi? Dạ. Tình hình cái con người bữa nay thấy nó khỏe chưa? Sao? Đủ tỉnh táo chưa? Khỏe rồi. Đúng rồi, thấy tỉnh táo rồi. Số mấy nè? Đó, thấy chưa? Ba ngón tay. Sao ba ngón? Như mấy ngón? Tám ngón nội. Cái gì? Tám ngón lận. Nè, nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 6, 7, 8 nè. Đó. Chà, tôi thấy cái bộ không được rồi đó. Ông phải coi lại đi nha. Nó đếm dạ. Sao mà ra tám ngón?
9 ngón mà. Nè, điểm sao 9? Quên, lên lộn, 9 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lóng. Ừ, đúng rồi, 9 mà. 9, vậy là hay. Đúng ra hôm nay á, tôi có mời ông bác sĩ này về đây. Sau khi ông chữa trị cho hai người rồi, có thể cho hai người về thăm gia đình. Ông này bác sĩ hả? Bác sĩ. Phải không, đi thử ông nè. Cái này số mấy? Ờ, số 0. Sai rồi, số 3. Cái gì? Số 3. Nói số 0 chỗ này nè. Không phải, cái này sao tính được, mình tính số bên này nè. Cái này số 30 ông nội ơi. Hả? Nè, cái này 1, 2, 3, 30. Ngu, số 03. 03 hả? Nhưng mà với ổng là số 30. Thôi bây giờ đừng có cãi nữa. Trời ơi, thông minh quá. Bây giờ vậy, đừng có la. Bây giờ số mấy? 03, 30. Đánh bao lô hết, 03, 30 luôn rồi. Chiều nay đánh sửa chủ luôn. 30 con gì? Con ơi, con thú. Không ấy, mình đánh 11 con chó nhỏ đi. Hả, à, con chó luôn hả? Là ông này là ông bác sĩ hả? Chó sợm đánh con gì? Ôi, vậy mình đánh 111. Đi nữa nói anh cho già đó. Không ra đây chữa bệnh hay là ông tào lao vậy? Bây giờ vậy nè. Dạ. Tụi em cố gắng hết bệnh, tụi bác sĩ và anh rồi sẽ cho em về. Tụi em hết rồi. Chắc chắn là hết bệnh không? Chắc không rồi. Mà. Bây giờ em nói đi, lúc ở ngoài đời á, chưa vô bệnh viện, em làm cái gì? Trời ơi, em làm phí hình gia dược không gian nội ở. Trời ơi, ngay khớp luôn. Đây, nghiên cứu vũ trụ. Thì con rành lắm ha. Thấy được chị Hằng với chú Cụi luôn, có gì tới bắt tay gặp chú mừng sinh nhật nữa. Quá hay. Rồi còn em? Tôi hả? Ừ. Tôi trước khi vô đây là tôi là con người. Dĩ nhiên rồi, không lẽ là con thú? Mà vô đây bắt đầu từ từ trở thành con thú lên. Tại sao lại thành con thú? Ai trong biết? Khi vô đây một ngày ba bữa cơm, có thuốc uống nữa, thậm chí có em gái ngồi kế bên nữa, mà sao thành con thú được? Muốn mà biết là có đi chắc chơi, là bình thường hay không, mà phải trải qua một cái bài gọi là trắc nghiệm. Tiếng Anh gọi là testeromation. À. Không, bây giờ vậy, tụi em sẽ chứng minh tụi em hết bệnh rồi. Lập tức ngày bác sĩ sẽ thả cho tụi em về. Chẳng hạn như em ở ngoài em có bằng lái chưa? Có chứ. Có bằng lái không? Rồi. Xe gì? Cái xe gì cũng có hết. Bây giờ vậy đi, em hãy tưởng tượng cô này là một chiếc xe. Em là con ngựa mà. Nhưng mà cứ coi giúp cho em nó đi. Vậy bây giờ em hãy leo lên xe em lái đi. Xe này xe gì vậy? Xe này xe chắc cũng xe ngựa hả? Em nghĩ sao biến em nói xe ngựa? Chứ bây giờ anh muốn xe gì? Xe thỏ thôi. Xe thỏ. À, xe thỏ. Xe thỏ. Bây giờ ghi đông đâu? Đây. Dạ. Ghi đông thấp quá vậy? Ừ. Không, cái đó là cái yên rồi. Bây giờ cái ghi đông nè. Cứ căng tay làm ghi đông đi. Đó, rồi. Bây giờ cầm lên ghi đông đi. Rồi. Tìm coi cái nút đệ nằm đâu. Ở đây nè, ở đâu đây nè. Nút đệ nằm sao? Ở trước là nút đèn khác. Làm cho đúng. Không quay nút đề nè. Ờ à, không. Đây. Đây. Đâu đây? Đầu phải hướng đằng trước. Nút đề, cứ coi tưởng tượng là nút đề đây. Là cục này nè, nút à, đề. Cục này đề hả? Rồi. Đâu cái nào nhô lên mới là nút chứ. Bên này nút kèn nha. Bóp kèn đi. Kèn này chưa căng tiếng ra kêu ngộ vậy. Rồi, xe này ổn quá rồi. Bắt đầu chạy nha. Ủa em phân khối bao nhiêu vậy? 250. 250. Có bằng A2 chưa? Tôi bằng gì cũng có, bằng lái máy bay tôi có luôn rồi. Hay quá. Vậy giờ tưởng tượng này là máy bay đi. Bay luôn. Máy bay luôn hả? Cái dù của em đâu? Dù phi công á, trái nó nhảy á. Nè, cái này làm cái dù chùm. Ơ, rồi. Trời ơi. Được rồi, cái, được hết. Bác sĩ vô đây uống thuốc liền luôn đó. Giờ để vậy đi. Rồi. Bác sĩ nó giờ nghe vô. Rồi bắt đầu đây đi. Đây. Nổ máy đó. Thời bây giờ nó không có chơi số đạp nữa cưng. Nút đề. Đây, cậu đây. Đây, đút chìa khóa vô, trời ơi. Đút vô đây nè, dặn cái đó. Rồi, đề nè, máy nổ nè. Hay quá. Rồi, phải chạy. Chạy đi. Xe ga chứ không phải xe ngựa, con ơi. Chạy luôn. Chạy vậy. Ồ, chào thím Bảy. Vậy còn đọc sách hả? Rồi, bác ngồi đọc sách hoài luôn ta. Anh làm cảnh sát cho ông, anh thổi lại đi. Wow. Chào anh. Dạ, chào. Anh cho coi bằng lái xe. Khó quá hả? Ờ, để quên nhà rồi anh. Tưởng tượng cũng mình được. Mình không. Mình không mà. Mình không là cái gì? Mình không là mình không á. Mình không à. Tôi không có giỡn mà. Mình không à, bỏ đi, mình không. Tôi không có biết ai mình không hay không mình hết trơn. Biết không? Biết là phạm lỗi gì chưa? Lỗi gì anh? Vừa chạy xe vừa nhảy. Đâu có nhảy đâu. Có cái xe nó nhảy mà. Nó nhấp dữ vậy. Cái xe nó phải nhảy. Cái đó là do ổ gà. Cái khu đường này nó còn dấp. Đúng vậy, anh phạt quan người ta rồi, tội nghiệp. Thôi hai đứa lên xe chạy tiếp nữa đi. Không mấy giờ phạt quan thối tiền lại cho tụi em đi. Hôm qua em đi chùa hương. Dắt xe vô đây đi. Cùng thầy mềm ngắm đầu
này bác sĩ đó. Bác sĩ à? Bác sĩ. Bác sĩ nhưng mà bà hòa nhập với lại bệnh nhân cho nên bà giống bệnh nhân hơn mình nữa. Bác sĩ, bà nhà bác sĩ quá bộ tới thăm chúng em có điều gì dạy bảo? Trời, hôm nay nắng đẹp nó sợ luôn. Bác sĩ á, bác sĩ. Bác sĩ. Cỏ xanh quá nè. Chứ nhà bác sĩ cũng vậy hả trời? Nguyên con dê chó trên mặt mâm. Thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi hân hạnh rước được một ngày gọi là khoa học gia vũ trụ. Ngày tới đây có nhã ý là sẽ chữa cho hai bệnh nhân chúng ta khỏi bệnh để về quê thăm gia đình. Gia đình đã mong chờ các em này lâu năm rồi, cho nên là bây giờ là đề nghị bác sĩ xem lại hai bệnh nhân coi có đủ điều kiện chưa để cho ba chúng tôi cùng về. À, hay, hay lắm. Dạ. Chị... Hai tên gì vậy? Chị tên gì vậy? Gì? Trời ơi, chị tên gì chị biết chị chết liền á. Thì tụi em cũng không biết. Bác sĩ. Công nhận ha. Trời nóng chết luôn vậy đó. Chị nhìn chị... cái mền của em đang quấn trên người, chị muốn đi vô phòng lạnh. Chị nằm chị, hình như em nghe anh này nói là chị tên Sĩ, họ Bác là bác sĩ. Ủa? Chết mộ đây mới bác sĩ nè. Bà này lòi sĩ rồi, qua đây thôi, qua đây. Nè, ngồi xuống đi. Dạ em đứng lên ha bác sĩ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống mà không chết đích bây giờ. Sao, thấy trong người sao, khỏe chưa? Dạ tôi vẫn khỏe. Hồi sáng chích thuốc chưa? Dạ hồi sáng em có uống thuốc rồi. Nhưng mà chích thì ông này ông dành chích luôn hai mũi. Trời đất ơi. Muốn về với gia đình là phải chích đủ liều lượng nghe chưa? Dạ dạ có. Ráng cố gắng phải chích đủ. Chích thuốc chưa? Dạ em chích dư rồi sáng rồi để tranh thủ về. Số mày. Ngón út. Số mày. Không một. Ngón út. Không một. Số mười. Số gì cái này ngón tay mà số gì cái này. Trời thử sao quá. Cái này là cái qua bên kia rồi. Rồi vô khu đặc biệt luôn rồi. Số mày. Em tỉnh rồi bác sĩ. Móng tay đắt không. Số mày. Qua khu đặc biệt luôn. Ê, ấy ơi. Qua luôn. Qua. Đây có 4 lần 1 2 3 4 lần. Nữa. Nếu là từ 3 mà qua 4 thì chú sĩ bị lấy rồi. Ủa mày. Qua khu đặc biệt. Cái này nó có được tính giống cái này không bác sĩ? Số mày. Ai nhắc bài em đi có được gọi người thân tới gọi em. Số 10. Trời em được về rồi, thấy chưa mới bệnh rồi. Đưa lên phòng cấp cứu. Trời ơi. Chích bao nhiêu thuốc cũng không hết. Không có chích mỗi lần đem vô con dành uống không à. Bởi vậy cô không bao giờ hết bệnh là hết rồi. Không bao giờ hết là vậy. Hết rồi mà. Hồi nãy tôi đã thử mấy người này rồi. Bây giờ tôi sẽ thử anh. Dạ. Anh là tôi thấy ổn hơn những người khác. Dạ thưa bác sĩ tại số mấy đây. Đó thà bác sĩ chỉ cái giếng, cái giếng, cái giếng, chủ sĩ cái giếng. Vậy nó cái giếng gì? Dạ số 2. Tại sao lại là số 2? Dạ dựng lên vậy. Em móc thêm nữa thành số 2. Rồi, ủa không ra số 2, ra số 6. Vậy thưa bác sĩ em nói lại được không? Số 6. Số này là số mấy? Số này khó quá vậy bác sĩ. Hình như nếu đúng ra là số 6. Đúng rồi số 6. 6 nè nó quẹo nè. Số 6 cái mỏ mắt. Trời ổng ngóc luôn, có một cái gì kìa. Số mấy? Số 3 mà quay. Bây giờ. Qua đây chơi. Khó quá bây giờ. Số mấy? Số 1. Tào lao cái này là cái like ở trong Facebook. Tốt đó mà số 1. Phải khó quá à. Không biết cái gì hết. Đúng ở rồi. Trong này bao nhiêu thuốc rồi à? Chị đốt lại đi. Chị cho mọi người bao nhiêu thuốc rồi? Bệnh nhân bị chết mất. Nói gì dần đi. Hả? Đưa cái áo đây. Sao vậy? Suốt ngày lấy áo bác sĩ mặc không ha. Nói la nhỏ nhỏ thôi. Lần nào chơi cũng la cho bự miệng. Đưa con đây. Trời ơi là trời, thì ra gã này là gã khùng chúa đây đó. Hôm nay tôi nói được vô tôi nghi rồi. Cãi mình bởi vậy hả? Thứ gì đâu dạ. Khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi. Này số mấy? Hả? Dạ. À không ai chung với mình. Dạ mà đi ngồi. Số 1. Rồi. Dạ thấy không hết bệnh rồi. Cái này số mấy? Ờ số này số 2. Rồi. Hết bận luôn rồi, trời ơi. Ổn rồi, ổn rồi. Số mấy? Bác sĩ vô có khác. Số 5. Rồi. Này số mấy?
nặng nhất nè. Ông ấy đố con nói được, cứ cho con về. Nè số mấy? Nút like á. Số 1, ngu. Bên kia nói nút like mà. Khỏe chưa? Dạ. Khỏe chưa? Có còn bệnh không? Thưa bác sĩ, từ lúc em vô đây tới giờ em không có bệnh. Rồi, đang bệnh đó. Bây giờ vậy, mỗi người sẽ trả lời tại sao lý do vô đây. Cô, tại sao cô vô đây? Em vô đây tại vì em thích em vô đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nghe là bà đi giải phẫu thẩm mỹ đó, xong rồi cắt lộn dây thần kinh. Em vô đây em mới biết là em là một người đẹp nhất ở đây. Ngồi xuống đi. Dạ em đang ngồi rồi đó. Ngồi xuống. Dạ em đang ngồi rồi. Rồi đứng đi. Dạ em đứng cũng như ngồi mà ngồi cũng như đứng. Nằm đi. Dạ. Ừ rồi. Tại sao vô đây? Lúc đầu tôi là người bình thường, xong rồi sau cuộc sống rồi tôi cũng bình thường, thì bây giờ tôi vô đây tôi ở cũng là thấy điều bình thường. Ngồi xuống đi. Rất không bình thường. Không căng thẳng, từ từ hết bệnh sẽ về với gia đình. Tại sao vô đây? Tôi vô đây là nó có nhiều cái trường hợp. Rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà tôi nhớ tiền, nhất là tiền nhiều quá không xài hả? Tôi hồi xưa là một người rất giàu, tiền nhiều quá xài không hết. Mà tánh tôi thì không thích cho ai hết. Đúng, tôi biết cái đó tôi rành lắm. Mà tôi có rất nhiều người yêu rất nổi tiếng. À. Những người tôi yêu toàn trong giới showbiz. À. Những ngôi sao ca nhạc. À, biết. Không liên quan. À. Sau đó đó. Khỏe rồi. Khỏe hơn hôm qua rồi. Lát lên bệnh viện Trung ương. Chưa nói hết mà. Bà khỏi nói đi. Sao vô đây? Rồi ở lại đây luôn đi nha. Sao vô đây? Trách nhiệm em phải vô đây. Trách nhiệm mới vô đây hả? Sao vô đây? Bệnh. Bệnh. Bệnh nhất á. Hỏi sao vô đây? Hỏi sao vô đây? Bệnh. À biết bệnh. Bây giờ trả lời nè. Dạ. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Con nghĩ là cái trứng có trước. Tại sao? Giống như Tề Thiên vậy đó, nó nổ ra cái nó ra con gà. Tề Thiên là cục đá bà nội nha. Thì bây giờ con gà là cái trứng. Rồi ai đẻ con gà nào đẻ ra cái trứng mà cái trứng có trước? Thì Tề Thiên có ai đẻ nó đâu. Tề Thiên không có, đang nói về con vật. Thì Tề Thiên là con khỉ. Tề Thiên là cục đá đang về sinh nở. Cái trứng có trước hay con gà có trước? Nhưng mà con hỏi bác sĩ Tề Thiên là con gì? Con khỉ. Ừ thì nó là con vật. Đúng rồi. Ừ thì con gà cũng là con vật. Thì hỏi bây giờ họ cái trứng có trước hay gà có trước? Đâu hỏi Tề Thiên. Con nói cái con gà có cái trứng có trước. Con gà có trứng có trước. Thường lắm. Tội nghiệp gia đình. Không trả lời đúng mà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Dạ thì lúc nào tôi cũng suy nghĩ như vậy. Thực ra khi mình đặt ra câu hỏi cái trứng có trước hay con gà có trước. Đúng rồi. Đó là do ý thức của mình. Đúng rồi. Tự nhiên nếu cái trứng có trước thì cái gì đẻ ra cái trứng. Đúng. Mà con gà cái có trước thì cái gì đẻ ra con gà. Đúng. Cho nên có thể suy nghĩ được rằng thậm chí không thể nào có con gà có trước, mà cũng không thể có cái trứng có trước. Trời. Mà cái quan trọng nhất là ở đời này cái gì có trước, để nó có thể sinh ra những cái có trước từ cái có trước đó. Gửi email đọc sao? Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi bệnh tôi đâu biết gì đâu. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi có trước. Vậy là bà đẻ hai đứa. Tại cái mặt tôi cũng đâu có khác gì con gà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Em kỵ con gà, anh hỏi con khác luôn. Tại con gà em kỵ, đang ngồi kế bà này với con gà em kỵ nãy giờ rồi. Trời. Né né. Hỏi dịch đi chú. Con cá heo có trước hay là cái trứng có trước? Cá heo đẻ con. Ơi à, thông minh nè. Thông minh nè. Để tôi hỏi ông già. Luôn, ông làm già nhất ở đây nè. Ba ông có trước hay má ông có trước? Mày có trước hay tao có trước? Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có một số phận và ai cũng có một tình cảm. Những người tâm thần họ cũng cần có những người để sẻ chia về tình cảm. Họ cũng có một số phận, không ai muốn như vậy. Nhưng vì cuộc sống quá nhiều đau thương, quá nhiều trắc trở, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để nhìn họ với một cái nhìn khác hơn. Chúng ta phải hiểu họ, phải thông cảm. Dạ. Đi chưa? Đi trả đồ cho bác sĩ cái. Cái gì? Ủa, đi trước.